À, xin chào anh chị ha, thì thôi mình bắt đầu nha anh chị ơi. Ok thầy. Rồi, cảm ơn anh chị nha. Rồi bây giờ bữa nay á, thì mình sẽ học về cái là giải phẫu và sinh lý cái hệ sinh dục nữ ha anh chị. Thì á, cái cơ quan sinh dục chính của cái người nữ của mình đó chính là buồng trứng anh chị. Cái buồng trứng mình nó vừa có chức năng ngoại tiết, vừa có chức năng ngoại tiết là sao? Ngoại tiết á, ngoại tiết anh chị là gì? Ngoại tiết á là nó tạo ra trứng, được chưa? Nó tạo ra trứng để mà để các loại tinh trùng của người nam đi vô được cái buồng trứng của, đi vô được cái đường sinh dục của người phụ nữ, trứng và tinh trùng nó sẽ gặp nhau, sẽ thụ tinh với nhau ha, và cuối cùng là tạo thành một cái hợp tử, lúc đó nó sẽ phát triển thành cái thai của mình. Đó là chức năng ngoại tiết. Ngoài ra cái trứng của mình đó chị, nó còn có chức năng là chức năng nội tiết nữa, thì nó bài tiết những cái loại hormone, đặc biệt đó chính là estrogen, được chưa? Estrogen này nó sẽ giúp cơ thể của người phụ nữ mình phát triển ha, sẽ giúp cái trứng của mình phát triển, được chưa? Đó là cái cơ quan quan trọng nhất của người phụ nữ, đó chính là cái buồng trứng ha, đó chính là cái buồng trứng. Thì cái buồng trứng mình á, mọi mình ai cũng biết, mình mỗi người phụ nữ sẽ có hai cái buồng trứng, bên trái và bên phải, đúng chưa? Thì cái buồng trứng này á, mỗi cái chu kỳ kinh nguyệt á thì là nó chỉ rụng ra được một trứng của một cái buồng trứng là hiểu không, là tức là nó sẽ luân phiên với nhau, tức là tháng này cái là buồng trứng bên trái nó rụng xuống một trứng, được chưa? Cái qua tháng sau tới chu kỳ kinh nguyệt sau đó thì buồng trứng bên phải nó sẽ rụng xuống một trứng ha, nó xen kẽ liên tục với nhau như vậy. Vì vậy anh chị mình á, là con người của mình á, là loài sinh từng từng sinh từng con, đúng không? Mình là con người của mình và một số loài động vật khác thì nó là thuộc loài động vật mà sinh từng con, giống như con heo con bò đầu đó thì nó sinh sinh một lần sinh nhiều con. Còn con người mình á, vì cái việc mà nó mỗi chu kỳ kinh nguyệt á nó chia rụng xuống một trứng như vậy thôi, thì mình đó là thuộc cái nhóm là cái người thuộc cái loài động vật mà là sinh từng con ha, sinh từng con. Thì cái việc mà sinh 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 đôi sinh ba đầu á thì hầu hết á, là hầu hết 90% trường hợp á nó đều là sinh đôi cùng một trứng. Lý do là như nãy giờ em đã nói là mỗi mỗi chu kỳ kinh nguyệt nó chỉ rụng có một trứng thôi, rồi cái trứng đó, sau nó có hai con tinh trùng nó vô, rồi cái là nó sẽ tách ra làm hai cái bộ nhân thể khác nhau, thì nó là sinh đôi cùng trứng. Là hầu hết cái trường hợp sinh đôi của mình á là đều xảy ra là sinh đôi cùng trứng, được chưa? Rồi có như có khoảng một hiếm là có những cái trường hợp là sinh đôi khác trứng, thì đó là một cái trường hợp bất thường, được chưa? Là gì? Là có hai cái buồng trứng của mình không biết làm sao nó bị cái lý do gì nó bị gói loạn á, là hai buồng trứng mình một tháng đó, nó rụng xuống một lần là hai trứng vậy đó, hiểu không? Thì đó là gây nên tình trạng là sinh đôi khác trứng, nhưng mà cái tình huống này á, là rất là hiếm gặp, hiếm gặp. Nhưng mà với cái sự phát triển của mình á, thì là với phát triển của y học của mình thì bây giờ nó có nhiều thuốc men quá, nó tạo nhiều thực phẩm chức năng, nó tạo ra quá, thì nó có thể trong đó nó có thể là chứa các loại hormone đặc biệt ha, chứa những cái loại hormone đặc biệt mình uống vô cái là nó kích thích cơ thể mình, giống như là uống estrogen vô cái cơ nó kích thích cái buồng trứng trưởng thành sớm quá một hai tháng đó, thì đó là hai cái trứng nó rụng xuống, thì nó có thể là gây lên tình trạng là sinh đôi khác trứng ha. Bởi vậy là sinh đôi khác trứng đang ngày càng gặp nhiều hơn, nhưng mà nói chung thì đó là một cái tình huống hiếm gặp, còn mình là nó dễ gặp hơn, được chưa? Đây là cái buồng trứng của người mời và phụ nữ ha. Rồi sau khi mà cái trứng khi mà cái trứng nó đã trưởng thành rồi, lúc này nó sẽ thực hiện một cái động tác gọi là động tác phóng nõn. Phóng nõn, phóng cái nõn gì đâu, phóng cái nõn vô cái vòi trứng nè, cái vòi trứng này mình nè, được chưa? Cái vòi trứng nè, cái vòi trứng này nó sẽ nối với cái tử cung, được chưa? Cái vòi trứng này nó sẽ nối với cái tử cung đó, mình phóng cái nõn nó vô đây à, nó sẽ theo cái đường của cái ống dẫn trứng này, cái vòi vòi vòi, vòi cái vòi này, và nó sẽ đi nó đổ cái trứng nó vô cái tử cung, được chưa? Thì thường của mình á, là cái tinh trùng của mình á, tinh trùng của người nam quan hệ tình dục với người phụ nữ sẽ phóng cái tinh trùng vô cái đường sinh dục của người phụ nữ, và nó đi lên trên này và nó chui 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 lên trên này, và cuối cùng là nó chui lên chỗ cái vòi trứng chỗ này ha, chỗ cái đoạn bóng của cái vòi trứng nè, thì đây chính là cái nơi thường xuyên nhất mà tinh trùng và cái trứng gặp nhau. Lúc khi mà tinh trùng và cái trứng gặp nhau đó thì tại đây nè, đó tại đây nè, rồi từ từ sau 2-3 ngày cái nó lăn xuống cái tử cung của mình và nó sẽ làm tổ ở đây, được chưa? Thì có những cái trường hợp đó anh chị, thường cái trường hợp thường gặp nhất là gì, là viêm nhiễm cơ quan sinh dục của người phụ nữ, hiểu không? Nó viêm nhiễm cái vòi trứng này nè, đó bây giờ nó viêm nhiễm thì nó viêm viêm nhiễm nghe là biết rồi, nó sinh ra những cái chất mủ chất nhầy nó dính 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 lại vậy cái hợp tử của mình á, nó không chịu lăn xuống mà nó bám vô chỗ này,
thì nó gây ra cái bệnh gì anh chị? Hả? Cái bệnh gì biết không? Ừ. Cái bệnh gì mà mổ luôn đó, phải mổ luôn đó, người phụ nữ đó. Ngoài Thai vậy, thai ngoài tử tử cung cung thầy. đúng rồi, thai ngoài tử cung. Anh chị biết làm sao mà tại sao mà nó ở đây nó sống không được không? Bây giờ thì nhìn ở đây thì nó là một cái đường ống này nhỏ xíu à, thì cái trứng nó bự lên từ từ thì nó sống không được rồi, hiểu không? Với thứ hai á là cái mạch máu chỗ này nó ít, nó đâu có cái gì đâu, nó đâu có cái niêm mạc tử cung. Cái niêm mạc tử cung mà nó giàu dinh dưỡng lắm nha, thì lúc đó nó mới nuôi được cái hạt tử của mình ở đây, nuôi được cái hạt tử của mình ở đây, đúng không? Nhưng mà bây giờ cái bờ nó sống ở đây, nó dính, nó sống ở đây thì đâu có cái chất dinh dưỡng gì đâu mà nó sống. Thì tới một cái lúc nào đó nó bự lên tới cái mức á, mà cái cầu, cái cung nó không có đủ cái cầu á, thì lúc này thì sao? Cái hạt tử của mình á, cái hạt tử của cái trứng mình á, nó sẽ bị bong chóc ra, nó bị bong chóc ra và nó gây chảy máu, nó gây vỡ, thậm chí là nếu mà những trường hợp nặng á, nó vỡ luôn cái vòi tử cung này và xịt máu ra đã luôn ha, là chết queo luôn đó. Khả năng tử vong là cao nếu như mà để hoài đến mức mà nó vỡ cái vòi tử cung này, là có khả năng tử vong chứ không phải là chuyện chơi nha. Ha, không phải là chuyện chơi. Thì cái hạt tử của mình nó phải lăn xuống cái bồn tử cung này nè. Tại đây tại biết sao nó sống được không? Tại vì cái lớp niêm mạc của mình, gọi là cái lớp nội mạc tử cung của mình tại đây á, một hồi mình sẽ học, nó có rất là nhiều chất dinh dưỡng chỗ này nha. Thì lúc đó cái hạt tử của mình nó mới sống chỗ này được, nó mới làm tổ và nó sống chỗ này được ha. Rồi anh chị thấy nè, cái đây là cái tử cung của người phụ nữ nè, được chưa? Đây là tử cung của người phụ nữ nè, đó. Thì ngoài cái lớp nội mạc tử cung ở trong này ra, thì anh chị thấy cái lớp nè, cái lớp màu hồng mà nó nhợt nhạt hơn nè, thì cái lớp này người ta gọi nó là lớp cơ tử cung ha. Lớp cơ tử cung á, thì nó cũng có ba lớp cơ: cơ vòng, cơ vọc, cơ vòng, cái dọc, cái chéo luôn. Cái nhiều cái lớp cơ lắm, để làm gì? Để mà tạo cân gò của người phụ nữ, để mà đẩy những cái chất dinh dưỡng, đẩy những cái chất dịch ở trong chu kỳ kinh nguyệt bình thường, hoặc là trong cái thời kỳ chuyển dạ đó, tạo cân gò đó để mà đẩy cái đứa trẻ đó ra ngoài, đúng không? Đẩy cái đứa trẻ đó ra ngoài ha. Đó là cái tử cung của người phụ nữ ha. Rồi cái tử cung của mình nó sẽ thông với cái gì nè? Mình có hai khái niệm là âm đạo và âm vật, đúng không? Âm đạo và âm vật, âm thôi, hiểu không? Nếu mà lột cái lớp da, lột cái lớp mỡ này ra nè, thì nhìn cái âm vật là y chang như cái dương vật luôn, được chưa? Nhưng mà nó nhỏ hơn, kích thước nó nhỏ hơn thôi, cũng có thể hang thì shop y chang người nam vậy đó, được chưa? Đó, kích thước là kích thước chỗ này nè đó. Rồi còn cái này, rồi ở phía trước của cái âm đạo là cái gì? Ở phía trước của cái âm đạo là cái gì? Cái này là cái gì nè? Bàng quang. Bàng quang, đúng không? Bàng quang. Còn cái này cái niệu đạo của người phụ nữ. Bữa trước em nói rồi, cái niệu đạo của người phụ nữ làm sao? Nó ngắn, nó không có gấp khúc gì hết trơn, cái đoạn của nó cũng khoảng là 4 cm thôi ha. Còn của người nam á, là gấp 3 gấp 4 lần, 12 đến 16 cm, gấp 3 gấp 4 lần luôn. Và nó gấp khúc cái hình chữ Z, cho nên á là nhiễm trùng đường tiết niệu của người phụ nữ á, thì nó dễ gặp hơn người nam rất là nhiều. Được chưa? Giấy làm sao? Có cái chuyện như nè, là mình đặt xong tiểu, đặt người ta bị bí tiểu, mình đặt xong tiểu á, những cái là mình đặt thấy không, thấy là cái niệu đạo của người phụ nữ với cái âm đạo của cái người phụ nữ là hai cái đường khác nhau, đúng chưa? Rồi đi vô bệnh viện đó là có những cái trường hợp đặt 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 cái gì, đặt cái xong tiểu, người ta bị bí tiểu đó, đặt cái xong tiểu đó, cái ghim vô thấy đâu thấy đường đâu, vẹt vẹt cái đâu thấy đường đâu, cái là quẹt đưa cái xong tiểu cho đường này nè, được chưa? Là tầm bậy rồi, đúng không? Là tầm bậy rồi ha. Đưa vô chỗ này nè thì là mới giải quyết được cái tình trạng bí tiểu của người ta ha. Rồi ở phía sau của cái sau của âm đạo là gì? Cái này là gì? À, trực tràng. Đúng rồi, bóng trực tràng, đúng không? Tại chỗ này nó sẽ chứa phân nè ha. Rồi phân thải phân ra ngoài, được chưa? Vậy anh chị hình dung được ha. Đó, cơ quan sinh dục ở trong ở của người phụ nữ chỉ có nhiêu thôi ha. Đó, buồng trứng, vòi trứng, rồi tử cung, được chưa? Đó, cơ quan sinh dục ngoài thì có cái gì? Môi nhỏ là cái lớp niêm mạc, còn môi lớn là cái lớp lớp da của người phụ nữ thôi. Ha, có những cái hình thì nó hơi nhìn nó hơi không có đưa vô ha. Rồi chịu khó lên Google gõ ha. Rồi. Đó, thì đây cũng là tương tự nãy giờ em nói thôi, được chưa? Buồng trứng thì mỗi trứng mỗi tháng nó sẽ rụng một lần ha. Đó, rồi rụng trứng vô đây. Đó, đưa đưa cái hạt tử của mình, nó nếu cái trứng mình vô đây nó làm tổ, được chưa? Đó. Rồi. Rồi, làm tổ ở đây. Đáy tử cung, thăng tử cung, cổ tử cung. Cái thăng tử cung với cái đáy tử cung của mình á, thì nó có nhiều mạch máu, cho nên cái hạt tử nó làm cổ, nó làm cái hạt tử của mình á, cái phôi của mình á, nó làm tổ chỗ này được, nó sống chỗ này được, tại vì nó có nhiều mạch máu, nó có nhiều chất dinh dưỡng để mà nuôi dưỡng nó. Còn nếu mà cái phôi của mình á, nó lỡ lọt cho chỗ này rồi,
thì nó cũng không có nuôi dưỡng được nha, tại vì lớp cổ tử cung của mình á thì nó làm sao, nó hay động đậy, thứ hai là nó ít mạch máu, nó không có dinh dưỡng để mà nó nuôi cái phổi đó, cho nên lọt cái phổi của mình mà lọt cái chỗ này thì nó cũng là một trong các vị trí gây cái bệnh gọi là bệnh thai ngoài tử cung ha, đó chỗ này cũng không được nha, cái thai của mình làm tổ chỗ này không được ha, phải làm tổ ở đây, ở cái đáy tử cung của mình thì mới được ha. Rồi âm đạo đi ra ngoài được chưa? Rồi thì cái này đây là mà người ta quan sát cái buồng trứng, người ta gọi cái này là cái quá trình trưởng thành của một cái trứng. Thực ra đó anh chị nè, mình nói cái chu kỳ kinh nguyệt thì mọi người đều biết, nhưng mà nói đến là sự phát triển chu kỳ cái trứng mình phát triển á, thì không ai biết cả, rất là ít người biết được chưa? Đó thì làm sao đây, nếu mà nói đến cái chu kỳ kinh nguyệt á thì nó chỉ là gói gọn ở bao nhiêu đây nè, gói gọn ở bao nhiêu đây thôi, gói gọn ở bao nhiêu đây thôi đó, là từ cái trứng trưởng thành của mình nó phóng nõn tạo ra thể vàng rồi thoái hóa nó, thì nó chỉ có bao nhiêu thôi, nó chỉ có bao nhiêu thôi, nó sẽ giống như chu kỳ kinh nguyệt vậy, nó cũng có 28 ngày vậy, là cái việc xảy ra những cái mà em khoanh tròn đây, cái trứng trưởng thành được chưa, cái trứng trưởng thành sau đó nó phóng nõn, sau đó nó tạo thể vàng, sau đó cái thể vàng nó bị thoái hóa, thì đây là mới là 28 ngày của chu kỳ kinh nguyệt của mình nè. Rồi còn hai cái còn hai cái trứng nang trứng nguyên thủy và các nang trứng nguyên thủy và nang trứng thứ cấp này thì là sao đó, thì là mình chưa có biết nó đúng không, thì để em nói cho, cái nang trứng nguyên thủy này á là xuất hiện ở cái người phụ nữ khi mà cái người phụ nữ đó còn ở trong bào thai của người mẹ luôn, được chưa? Ở người nam á thì tinh trùng á thì khi mà trưởng thành thì mình mới có tinh trùng, còn ở người nữ á thì những cái trứng nguyên thủy này á nó đã có khi mà mình, thậm chí là trong lúc mà mình còn ở trong bào thai của người mẹ thì đã có rồi nha anh chị, tới cả triệu trứng nguyên thủy như thế này là được chưa? Rồi nó sẽ tiếp tục nó phát triển tới cái nang trứng thứ cấp này thôi, rồi nó dừng lại ở đó luôn, nó dừng lại ở đó luôn được chưa, nó dừng lại ở nang trứng thứ cấp này luôn, tới khi mà cái tuổi dậy thì của mình, tới khi mà cái tuổi dậy thì của mình mỗi một chu kỳ kinh nguyệt thì nó chỉ trưởng thành một cái trứng ở bên một cái buồng trứng thôi, hiểu không? Đó vậy là mỗi chu kỳ kinh nguyệt nó chỉ trưởng thành thành một cái buồng trứng như thế này thôi, được chưa? Rồi nó sẽ phóng nõn ra ngoài nha, nó sẽ phóng nõn ra ngoài, và cái đây cái nõn ở giữa nè, rồi cái nõn ở giữa là cái màu xanh nè, anh chị thấy không, cái nõn nè là quan trọng nè, đó là cái tế bào sinh dưỡng, là cái bộ nhiễm sắc thể đồ nằm ở đây nè, được chưa? Rồi ở ngoài này là các tế bào nang trứng, các tế bào nang trứng này nó sẽ bài tiết hormone là estrogen, nó phóng thích vô cái này gọi là cái dịch nang này, cái dịch nang này là toàn bộ nó là cái dịch hormone estrogen của mình trong đó. Rồi khi mà tới cái thời kỳ rụng trứng đó thì cái trứng mình đã đậu trưởng thành rồi, nó sẽ phóng cái nõn này ra, nó chừa lại cái còn lại là gì nè, thấy không, các tế bào nang trứng nè đó, các tế bào nang trứng nè, các tế bào nang trứng này nó sẽ bị thoái hóa thành thể vàng, nó sẽ tạo ra thể vàng này á nó sẽ bài tiết cái hormone estrogen và cả progesterone luôn, đến cuối chu kỳ kinh nguyệt thì nó sẽ bị thoái hóa thành tiêu thể 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 trắng được chưa, nó sẽ bị thoái hóa thành thể trắng được chưa, thể vàng sẽ bị thoái hóa thành thể trắng được ha. Rồi đó là em kể sơ sơ thôi, một hồi mình sẽ đi dầm lại cái chỗ đó nữa. Rồi ở đây em đã tóm tắt lại kiến thức cho anh chị hết rồi ha, khi mà mới sinh ra đó thì mình đã có trứng rồi, ở người nam thì nó sao, ở người nam thì tới cái tuổi mà nó dậy thì á thì là nó mới có tinh trùng, còn người nữ á thì là còn ở trong bào thai mới sinh ra thì là có trứng rồi, nó đã có trứng rồi, có cả 1 triệu nang trứng nguyên thủy luôn, và nó sẽ nó trưởng thành và nó thoái hóa dần thành 300.000 nang trứng nha, tới tuổi dậy thì chỉ còn 300.000 thôi, và từ lúc mà sau mà tuổi dậy thì của người phụ nữ đến khi mà mãn kinh luôn thì là nó chỉ có 400 nang trứng phát triển, tức là nó tương đương với 400 chu kỳ kinh nguyệt mỗi tháng, cái nó cái này là em kể bình thường thôi nha, người bình thường 400 chu kỳ kinh nguyệt mỗi tháng, cái nó cũng gái mỗi tháng cũng gái cũng tới từ 13 đến 46 tuổi đúng không, là cái tuổi mãn kinh của người phụ nữ rồi đó, lưng khuyên được chưa. Rồi và cái trứng này sau khi được phóng thích thì nó
vào ngoài trứng và nó được đưa vào tử cung, nó sẽ xảy ra hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất đó là lúc có quan hệ tình dục, tinh trùng nó đi vô gặp được cái buồng trứng thì nó sẽ tạo thành cái hợp tử và phát triển thành phôi, được chưa? Và nó sẽ đi vào cái tử cung để mà nó làm tổ và nó sinh trưởng ở đó để mà nó tạo thai. À, rồi nếu mà không được thụ tinh thì sao? Thì nó sẽ bị thoái hóa dần và mắc thi chui theo chu kỳ kinh nguyệt, được chưa? Đó. Đó, đây là cái hình đẹp hơn nè. Đây can nang trứng nguyên thủy nè, nó thành nang bài nang nõn sơ cấp, nang nõn thứ cấp, rồi nó sẽ dừng lại ở đây luôn. Tới nang nõn thứ cấp rồi nó sẽ dừng lại ở đây luôn, dừng lại ở đây luôn. Tới sau khi cái tuổi dậy thì mỗi buồng trứng nó sẽ rụng một chỗ, nó sẽ phát triển lên thành nang trứng trưởng thành, được chưa? Nang trứng trưởng thành, rồi nó sẽ rụng một trứng, nó sẽ rụng một trứng. Rụng trứng là sao anh chị? Rụng trứng á, tức là nó việc là nó phóng cái nõn ở bên trong cái buồng trứng của mình nè, nó phóng cái nõn ở bên trong cái trứng của mình nè, nó phóng ra ngoài thôi, nó phóng cái nõn này thôi vô cái vòi trứng. Rồi cái phần còn lại của cái nang trứng của mình á thì nó sẽ bị thoái hóa thành thể vàng, được chưa? Đó, cuối chu kỳ kinh nguyệt thì nó thoái hóa thành thể trắng hay còn gọi là bạch thể, là xong ha, là bạch thể. Rồi cái hình này cũng tương tự như vậy ha. Tiếp theo là mình nói về cái tử cung. Tử cung của mình đó anh chị, thì hồi nãy em nói với khái niệm với anh chị là cái gì? Là niêm mạc tử cung. Niêm mạc tử cung, đúng không? Cái niêm mạc tử cung nó có rất là nhiều các dinh dưỡng. Nó đặc biệt như sao? Để bây giờ mình quan sát. Cái niêm mạc tử cung nó có rất là đặc biệt. Cái niêm mạc tử cung của mình, bình thường cái niêm mạc của mình á thì nó sẽ bằng phẳng y chang vậy hoài, hết ngày này tới ngày khác y chang như vậy. Còn cái niêm mạc tử cung á thì là nó sẽ chia ra làm hai lớp, là lớp niêm mạc căn bản và lớp niêm mạc tuyến. Lớp niêm mạc căn bản là sao? Là nó sẽ cố định và nó không thay đổi theo chu kỳ kinh nguyệt. À, tức là nó có làm sao nó dị hoài luôn, được chưa? Rồi lớp thứ hai nằm ở phía trên của cái lớp niêm mạc căn bản, đó chính là lớp niêm mạc tuyến. Thì cái lớp này nó sẽ thay đổi theo chu kỳ kinh nguyệt. Đây anh chị quan sát đây. Để em xem. Kiếm một cái hình nó phù hợp. Đây. Anh chị thấy nè, cái lớp niêm mạc đây là cái lớp niêm mạc nè của tử cung của người phụ nữ, anh chị thấy không? Đó, nó sẽ giai đoạn tăng sinh nó sẽ phát triển lên dần đó, giai đoạn xuất tiết nó phát triển dần lên, sau đó nó bị thoái hóa. Cái đây là cái hoạt động của cái lớp niêm mạc tuyến. À, lớp niêm mạc căn bản thì nó dưới này thôi, được chưa? Lớp ở phía trên là lớp niêm mạc tuyến thì nó là sao? Nó giảm xuống rồi nó tăng lên rồi nó giảm xuống tăng lên theo chu kỳ kinh nguyệt. Vậy mình có thể nói đó, là cái lớp niêm mạc tuyến của cái niêm mạc tử cung của người phụ nữ á, thì nó sẽ làm sao? Thay đổi theo chu kỳ kinh nguyệt, được ha? Thay đổi theo chu kỳ kinh nguyệt. Rồi mình quay lại, được chưa? Rồi mấy cái này nãy giờ em nói rồi ha. Rồi hình này hoạt động rồi. Rồi đây là cái lời tiếng vú của người phụ nữ, được chưa? Đây là cái tiếng vú của người phụ nữ. Đó, đây là tiếng vú của người phụ nữ. Thì quan trọng nhất á, là cái tiếng sữa, được không? Tiếng sữa tại vì nó liên quan đến cái chuyện mà sinh con đẻ cái của mình, liên quan tới cái chuyện sinh sản của mình ha. Khi mà có sữa để mà cho cái đứa trẻ nó bú, được chưa? À, các tuyến nó tạo sữa, rồi các ống dẫn sữa đi ra ngoài nha. Các ống dẫn sữa đi ra ngoài. Rồi anh chị thấy không? Hầu cái lớp cơ của cái niêm mạc của người phụ nữ, cái lớp cơ của tiếng vú của người phụ nữ nè, nó không có nhiều hết trơn á. Mà phần lớn cái vú của người phụ nữ nó được tạo bởi cái mô gì anh chị? Hả? Được tạo bởi mô gì á? Mô mỡ đúng rồi. Mô mỡ. Hầu hết cái vú của người phụ nữ á là nó được tạo bởi mô mỡ. Cho nên á kêu đi tập gym để mà cái ngực của người phụ nữ nó to lên, nó có không? Không có đâu ha. Không có đâu. Tập lệnh cái làm sao? Tập gym thì tập tạ rồi đó mà. Tập tạ đồ đó thì sao? Nó tan cái mỡ này, có khi nhiều khi mà tập tạ cái vú nó nhỏ hơn nữa á. Được chưa? Kêu nó phát triển cái lớp cơ này lên để cái ngực nó bự lên, không có đâu. Cái người nam của mình á, cái người nam thì nó có cái hormone là testosterone, nó giúp phát triển cơ bắp. Còn cái người nữ á, cái hormone estrogen á, cái khả năng kích thích phát triển cơ bắp á thì nó có, nhưng nó yếu hơn so với là hormone testosterone, đến là nó chỉ bằng 1/3 so với là hormone testosterone thôi. Cho nên á, cái người phụ nữ á, mà muốn phát triển cơ bắp á, thì người phụ nữ phải cố gắng gấp 3 lần so với là người nam thì mong ra nó mới phát triển bằng cái người nam. Và em nè, em cũng dân tập gym nè, em tập chết bà luôn,
nhưng mà nó cũng đâu phát triển được bao nhiêu đâu. Vậy anh chị nghĩ cái người phụ nữ nỗ lực bao nhiêu để mà nó phát triển ra được cái cơ bắp, đúng không? Nỗ lực cực kỳ lớn thì nó mới, người nữ nỗ lực cực kỳ lớn thì nó mới phát triển được cái cơ bắp. Vì vậy trời ơi, có mấy bà mấy cô bày đặt đi tập gym này có phát triển cơ bắp nhìn nó thô không anh chị? Trời ơi, làm ơn chưa học mẫu giáo mà bày đặt trở thành giáo sư ha, muốn phát triển thành được cái cơ bắp để mà nhìn nó thô á, là chuyện đó không phải chuyện dễ. Chuyện đó nó khó lắm chứ không phải dễ đâu ha. Cho nên đừng có nghĩ đi tập gym thì cứ đi tập cho nó khỏe đi, đừng có nghĩ tới cái chuyện mà nhìn giống như phát triển cơ bắp của người phụ nữ nhìn nó thô. Trời ơi, tập tới chết luôn, tập mà xỉu luôn á ha, tập thời gian dài lắm thì cái người phụ nữ mới ra được cái cơ bắp nhìn nó thô được ha. Đang học mẫu giáo đừng có nghĩ đến chuyện đại học, đừng nghĩ đến chuyện giáo sư ha. Đó rồi sao nữa, muốn phát triển cái cơ ngực của người phụ nữ mà qua cái việc tập gym á thì nó phát triển cơ bắp đúng không? Tập gym thì phát triển cơ bắp, nhưng mà anh chị thấy cái cơ bắp nè, nó nằm phè phè, nó nằm ngang như vậy nè, thì nó phát cái ngực của người phụ nữ mà lớn lên do cái cơ bắp á thì nó có đẹp không? Nó đâu có đẹp đâu, nó phè phè như vậy nó đâu có đẹp đâu, nó bự lên thì nó dày lên thôi chứ đâu có đẹp đâu, nó đâu có tạo ra được cái độ nhô cho cái vú của người phụ nữ đâu. Cái độ nhô của cái vú của người phụ nữ nè là do gì? Là do mô mỡ này nè, hiểu không? Cho nên tập gym á là tập khỏe thôi, tập khỏe nè, người nữa nè, tập khỏe gì chứ kia đó nè. Rồi rồi thì cái chức năng của người phụ nữ á thì là nó sẽ sản sinh ra có hai chức năng, nãy giờ em nói rồi, chức năng ngoại tiết, chức năng nội tiết. Ngoại tiết tạo trứng đúng không, nội tiết thì nó sẽ sản xuất các hormone sinh dục được không đó, ngoại tiết và nội tiết nha. Rồi đây là cái quá trình trưởng thành của cái năng trứng của mình, thì nói chung á đây là cái quá trình nó phức tạp, nói chung là cái quá trình phức tạp. Nhưng mà em muốn nói với anh chị gì nè, là cái năng trứng của mình đó anh chị, nó phát triển thậm chí là sau khi mà nó phóng nõn ra đó, sau khi mà nó phóng nõn ra đó thì nó vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn. Khi mà nó gặp tinh trùng rồi lúc này nè, nó mới hoàn thành cái giảm phân hai, và lúc đó thì nó mới hoàn thành cái chu trình phát triển của cái trứng của mình, được chưa? Khi gặp tinh trùng thì đấy, lúc đó thì nó mới là phát triển hoàn toàn cái trứng của mình. Còn ở trên này ha, thì là cái trứng của mình vẫn chưa phát triển hoàn toàn nha, cái trứng của mình nó chưa phát triển, thậm chí là sau khi nó phóng nổ thì nó vẫn chưa có phát triển hoàn toàn, được chưa? Thì đây nguyên một cái này gọi, người ta gọi là cái nang trứng ha. Cái nang trứng là cái gì? Là gồm là có cái nõn ở giữa, và các tế bào nang trứng ở xung quanh, được chưa? Thì cái quá trình thụ tinh đó là cái con tinh trùng nó vô, nó gặp gì? Nó gặp cái nõn này nè. Sau khi phóng ra cái nõn ra đó thì con tinh trùng nó vô gặp cái nõn này nè. Còn đây là gì? Đây là các tế bào của cái nang trứng của mình, thì nó không có chức năng sinh sản gì hết trơn á. Nó thực hiện chức năng gì? Thực hiện chức năng nội tiết, là nó bài tiết estrogen đi vô cái dịch chỗ này nè, thấy chưa? Thấy thấy cái dịch ở giữa không? Đó, cái dịch này nè, được chưa? Đó, cái nõn gặp với con tinh trùng thì lúc này nó mới hoàn thành giảm phân hai và nó trở thành hợp tử. Hợp tử này nó sẽ lăn từ 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 xuống xuống được cái đáy tử cung để mà nó làm tổ ở đó ha. Rồi còn tế bào nang trứng của mình sau khi đã phóng nõn thì nó sẽ thoái hóa thành thể vàng, hay còn gọi là hoàng thể, được chưa? Thể vàng hay còn gọi là hoàng thể Thầy, ha. em biết được không thầy? Rồi cứ hỏi. Dạ, cái bị đa nang buồng trứng là nó như thế nào thầy? Đa nang buồng trứng, cái bệnh đa nang buồng trứng á, tức là cái buồng, tức là bình thường, cái bệnh đa nang buồng trứng thầy, tức là cái những cái trứng của mình bình thường á thì là mỗi chu kỳ kinh nguyệt nó chỉ có một cái trứng duy nhất, được chưa? Giống như là nó hấp thụ tất cả những cái tinh hoa trời đất vô một cái trứng duy nhất để mà nó tạo thành cái trứng rồi nó phóng nõn ra thôi, chị hiểu không? Bình thường là như vậy, hấp thụ hết trơn tất cả chất dinh dưỡng tinh hoa trời đất gì của nó là hấp thụ vô một cái trứng thôi. Bây giờ nó bị một cái nguyên nhân gì đó, bây giờ là nó cái chất dinh dưỡng tinh hoa trời đất đó, nó chia đều cho nhiều cái trứng, được không? Nó chia đều cho nhiều cái trứng, vậy là nhiều cái trong một chu kỳ kinh nguyệt sẽ có nhiều cái trứng phát triển nó to bự lên cùng một lúc. Nhưng nếu mà toàn bộ những cái tinh hoa trời đất gom vô một cái trứng á, thì cái trứng đó nó mới hoàn thành đầy đủ chức năng của nó, chị hiểu không? Bây giờ nó chất dinh dưỡng đó, tinh hoa trời đất đó, nó chia đều cho tất cả những cái trứng,
thì sao? Thì tuy là nhiều cái trứng nó bự lên, nó to lên như vậy đó, nhưng những cái trứng đó nó không thực hiện được chức năng ngoại tiết của nó, là không thể cho cái tinh trùng nó bám vào và nó tạo thành hợp tử, được không? Bởi vậy cái việc mà bị bệnh đa nang buồng trứng á, thì là nó có thể dẫn đến vô sinh ở cái người phụ nữ, và bây giờ nó rất là thường gặp nha. Bây giờ nó rất là thường gặp. Thì cái việc mà đa nang buồng trứng á, thì nó có thể là nó liên quan tới cái việc kiểu gen, hoặc là do ăn uống của mình hay sao đó. Ăn uống của mình hay sao đó. Thì là người ta khi mà người ta siêu âm vô, người ta thấy cái buồng trứng của mình á, tự nhiên mà nó có nhiều cái nang nó phát triển cùng một lúc quá, thì cái bệnh đó gọi là bệnh đa nang buồng trứng ha. Thứ hai là với cái việc mà đa nang buồng trứng như vậy, tức là nhiều cái trứng nó phát triển như vậy, bây giờ một cái trứng nó bài tiết hormone thì nó ít, nhưng mà bây giờ nhiều cái trứng thì nó bài tiết hormone estrogen cực kỳ nhiều, được chưa? Khi mà nồng độ estrogen của mình nó tăng cao á, khi mà nồng độ estrogen trong của mình tăng cao á, thì là cái những cái mô mỡ đồ của mình nó sẽ phát triển, được chưa? Thì cái người bị bệnh đa nang buồng trứng á, thường là những cái người cái cơ địa của người ta á, là nó sẽ mập mạp béo phì, và những cái người này rất là dễ bị bệnh tim mạch, là bị dễ bị nhồi máu cơ tim á, được chưa? Đó là cái bệnh đa nang buồng trứng, ok không? Ủa thầy, cho em hỏi là bệnh đó mình phải uống thuốc để chữa hả thầy? Cái bệnh đó thì em cũng chưa biết, em cũng không phải chuyên khoa sản, em cũng không gành ha. Dạ rồi, em cảm ơn. Rồi Hiểu thầy cơ cứ chế nó là vậy thôi. vỡ cái nang ra là do cái trứng nó hấp thụ bự quá rồi nó bị vỡ luôn cái ở ngoài hả thầy? Thì là khi mà đến trước thời kỳ rụng trứng á, thì nó có một cái loại hormone mình mà hormone mình mới học được trước á, bởi trước mình học á, là cái loại hormone tên đó là hormone LH ở thì trước tiếng Anh á chị. Thì khi mà tới cái trước thời kỳ rụng trứng á, thì lúc đó cái nồng độ hormone LH, một hồi em sẽ có cái slide đó sẽ nói cho cô rõ hơn ha, nhưng mà đơn giản là cái nồng độ hormone LH đó đó tới trước thời kỳ rụng trứng thì nó sẽ tăng cao lên, và chính cái LH đó đó nó thúc đẩy vô cái trứng này và làm cái trứng nó vỡ, cái nang trứng nó vỡ ra và nó giải phóng cái noãn của mình, được chưa? Do cái hormone LH nha. Được ha. Rồi thì bây giờ tóm lại, thì bây giờ là điều hòa hoạt động của buồng trứng là sao? Thì đầu tiên thì trong cái chu kỳ kinh nguyệt của mình thì nó sẽ chia ra làm hai giai đoạn, là giai đoạn chia ra làm hai giai đoạn, được không? Quay lại hình như cái slide đó chưa dạy nên là nói chắc không hiểu. Rồi rồi đó, giai đoạn một mình lấy cái thời kỳ rụng trứng mình cắt ra là một tháng, một cái chu kỳ kinh nguyệt á, một cái chu kỳ kinh nguyệt mình chia ra làm hai, đúng không? Mình cắt ra trứng giữa là khoảng là cái ngày thứ 14, là cái ngày đó đó thì là sẽ là cái thời điểm rụng trứng. Thì mình chia ra làm hai giai đoạn, thời kỳ trước rụng trứng và thời kỳ sau rụng trứng, được chưa? Thời kỳ trước rụng trứng thì cái hoạt động chủ yếu là của hormone estrogen, sau rụng trứng rồi thì nó tạo hoàng thải lúc này nó sẽ bài tiết hormone progesterone nhiều hơn so với là bài tiết hormone estrogen, cho nên cái thằng progesterone sau khi mà nó rụng trứng thì thằng này nó phát triển, là thằng này là nó làm chủ đạo, được chưa? Rồi đây thì ở trước thời kỳ rụng trứng á, thì sao? FSH và LH nè, hai hormone này quen không? Hai hormone này là do thì trước tuyến yên của mình nó bài tiết ra. FSH và LH là hai hormone mà bữa trước em già đó, hormone kích thích sinh dục, được chưa? Thì ở người nam thì nó là sao? FSH thì nó sẽ kích thích tế bào sạch tố ly giúp cho tinh trùng phát triển. LH thì nó sẽ kích thích tế bào Leydig bài tiết ra hormone testosterone, đúng không? Rồi ở người nữ thì cả FSH và LH nó sẽ hoạt động chung với nhau và nó sẽ kích thích cái nang trứng của mình, nó trưởng thành và nó tiết ra estrogen. Nang trứng trưởng thành là cái nang trứng của mình từ nang trứng thứ cấp nó phát triển thành nang trứng trưởng thành đó, nó bài tiết ra một cái dịch estrogen ở giữa đó, chị thấy không? Đó, nó sẽ bài tiết ra estrogen. Thì vào cái ngày thứ 14 này nè, cái nồng độ estrogen của mình á thì nó khác so với các loại hormone khác,
là học môn khác đó, thì đó chính là cái quá trình điều hòa ngược âm tính, à tức là nồng độ của cái loại hormone nó tăng lên thì nó điều hòa lên cái tuyến nội tiết ở phía trên, được chưa? Rồi điều hòa lên cái tuyến nội tiết ở phía trên kêu nó giảm bài tiết hormone lại để mà giảm cái nồng độ hormone của mình xuống, được chưa? Nhưng estrogen nó là một cái loại hormone đặc biệt, nó điều hòa ngược dương tính, được chưa? Nó điều hòa ngược dương tính. Khi nồng độ estrogen trong máu của mình đủ cao thì lúc này nó sẽ quay ngược lên tuyến nội tiết ở phía trên, tức là tuyến yên của mình nè, nó kêu tuyến yên bài tiết ra hormone LH nhiều lên, được chưa? Bài tiết ra hormone LH nhiều lên thì khi mà LH của mình nó cao thiệt là cao, đến cái đỉnh của LH nè, lúc này LH nó sẽ kích thích cái nang chính của mình, nó phóng nõn ra, nó phóng cái nõn ra, được chưa? Rồi cái phần còn lại của nang chính của mình á, nó sẽ phát triển thành cái hoàng thể. Và nhớ rằng cái hoàng thể của mình thì nó sẽ bài tiết hai loại hormone progesterone và estrogen, trong đó progesterone thì nó lại cao hơn so với là estrogen. Cho nên trước thời kỳ rụng trứng cái hormone chủ đạo là gì? Là estrogen. Sau thời kỳ rụng trứng hormone chủ đạo là gì? Là progesterone, được chưa? Hai loại hormone này. Chức năng của nó thì một hồi mình đi đến sau. Bây giờ mình quan trọng cái chu kỳ này trước đi, rồi một hồi cái chức năng của nó thì một hồi mình quan tâm sau. Rồi cái hormone progesterone, estrogen này do cái hoàng thể tiết ra, đúng không? Và inhibin này, estrogen do hoàng thể tiết ra thì nó điều hòa ngược âm tính, estrogen do cái nang chính để tiết ra ha thì nó điều hòa ngược dương tính, được chưa? Progesterone, estrogen và một cái loại hormone nữa cũng do cái hoàng thể tiết ra thì đó chính là inhibin, được chưa? Những cái loại hormone này nó sẽ làm nó điều hòa ngược âm tính lên phía trên, lên cái tuyến yên ở phía trên đó, nó kêu tuyến yên giảm bài tiết hormone FSH và LH đi đến cái mức thấp nhất. Cái hoàng thể của mình được nuôi dưỡng bởi cái gì? Đó chính là được nuôi dưỡng bởi FSH và LH. Nhưng bây giờ nếu với quá khi mà progesterone được bài tiết ra nhiều, estrogen được bài tiết ra nhiều, inhibin được bài tiết ra nhiều của cái hoàng thể bài tiết ra đó, thì nó sẽ điều hòa ngược âm tính lên phía trên tuyến yên, kêu tuyến yên giảm bài tiết FSH và LH đi. Bây giờ cái hoàng thể của mình bình thường được LH nuôi, bây giờ nó điều hòa ngược âm tính lên trên, nó kêu giảm bài tiết hormone LH đi, thì chuyện gì xảy ra? Thì giống như là cái hoàng thể không có cái thức ăn của nó nữa, không có cái gì nuôi dưỡng cho hoàng thể nữa, thì đến cuối chu kỳ kinh nguyệt thì cái hoàng thể của mình nó sẽ bị thoái hóa, được chưa? Cái hoàng thể của mình nó sẽ bị thoái hóa và trở thành thể trắng, được chưa? Sẽ trở thành thể trắng hoặc là bạch thể, đúng không? Khi mà cái hoàng thể nó bị thoái hóa rồi, nó trở thành cái bạch thể rồi, thì chuyện gì xảy ra? Thì lúc này không có cái gì để mà không có cái gì bài tiết progesterone nữa, không có bài tiết estrogen nữa, thì bây giờ không có cái gì điều hòa ngược âm tính lên phía trên tuyến yên nữa, cho nên tuyến yên của mình nó sẽ thoát ức chế và LH và FSH nó sẽ bắt đầu tăng cao trở lại để mà khởi đầu một cái chu kỳ kinh nguyệt mới. Đó chính là cái chu kỳ buồng trứng của người phụ nữ, được chưa? Rồi bây giờ đây là trường hợp mà nếu một cái người phụ nữ mà bình thường không có mang thai gì hết, được chưa, thì nó sẽ phát triển như vậy. Khi mà phóng nõn xong, cái hoàng thể phát triển, cái sẽ thoái hóa thành hoàng thể bài tiết estrogen và progesterone ức chế lên tuyến yên để mà giảm bài tiết FSH và LH, được chưa? Đến cuối chu kỳ kinh nguyệt thì là hoàng thể nó sẽ bị thoái hóa và không bài tiết progesterone và estrogen nữa, thì lúc này tuyến yên nó sẽ bị thoát ức chế, tức là LH và FSH nó sẽ bài tiết tăng cao lại trở lại bình thường, khởi động cái chu kỳ kinh nguyệt mới. Nhưng nếu mà một cái người phụ nữ mà người ta có thai thì chuyện gì xảy ra, đúng không? Có thai rồi chuyện gì sẽ xảy ra? Thì lúc này cái bánh nhau của người phụ nữ nó sẽ bài tiết một cái loại hormone tên của nó là beta HCG, được chưa? Cái beta HCG này nó sẽ thay thế cho cái thằng hormone LH, được chưa? Nó nuôi dưỡng cái hoàng thể, nó nuôi dưỡng cái hoàng thể, và lúc này nuôi dưỡng hoàng thể thì chuyện gì xảy ra? Thì cái hoàng thể của mình nó sẽ vẫn tiếp tục bài tiết hormone progesterone và bài tiết hormone estrogen nữa, cho nên chuyện gì xảy ra? Cho nên là tuyến yên của mình nó sẽ vẫn bị ức chế nữa, không có bài tiết hormone LH, không có bài tiết hormone
áp bát sắc nữa, cho nên là khi mà mang thai rồi thì sao, trứng nó không có rụng nữa, trứng nó không có rụng nữa. Đó, nó là như vậy. Beta HCG này quen không? Beta HCG này là gì? Beta HCG này á là trong mấy cái que thử thai là sử dụng kháng thể của trong que thử thai á, que thử thai à, người ta sử dụng kháng thể của beta HCG, được chưa? Thì nếu mà một cái người phụ nữ mang thai à thì sao, cái bánh nhau này á nó sẽ bài tiết hormone beta HCG, thì cái beta HCG này nó sẽ xuất hiện trong máu à, xuất hiện trong máu á, lúc là cái ngày thứ 8 và tới ngày thứ 9 sau khi mà tinh trùng và cái trứng nó gặp nhau, được chưa? Là ngày thứ 8 đến ngày thứ 9 là bắt đầu có beta HCG ở trong máu rồi, cho nên sau 14 ngày thì nó sẽ bắt đầu xuất hiện ở trong nước tiểu, được chưa? Sẽ bắt đầu xuất hiện ở trong nước tiểu, cho nên là sau khi qua, cho nên là sử dụng cái que thử thai này thường khi người ta sử dụng sao, là sau khi mà quan hệ 14 ngày hoặc là sau khi mà bị trở kinh hoặc là 2 tuần thì người ta sẽ đi mua cái que thử thai và người ta thử, được chưa? Cái kháng thể của beta HCG này, nếu như cái người phụ nữ á, có cái loại hormone beta HCG này thì khả năng cái người phụ nữ này mang thai và cái que thử thai này nó có kháng thể của beta HCG, thì cái beta HCG như là một loại kháng nguyên, nó sẽ kết hợp với kháng thể và nó sẽ lên màu cái vạch của mình, được chưa? Nó lên màu cái vạch của mình và lúc này mình thử thì là nó sẽ ra 2 vạch và khả năng là người này có thai, được chưa? Khả năng là người này có thai nha. Ok, được chưa? Chỗ này em nói có rõ ràng không anh chị? Có muốn hỏi gì không? Cứ hỏi nha. Cứ hỏi thoải mái đi. Thầy ơi, cho em hỏi chứ. Cái thể vàng nó thoái hóa vào ngày thứ có cái nghiệm là ngày thứ 24 đó thầy. Mà không mình biết ngày 24. Chị nói không nghe vậy chứ. Cái chị cái mic của chị có vấn đề hay sao? Dạ, chị nói gì à? À thôi vậy mình tiếp ha, rồi có gì chị cứ nhắn tin lên. Alo, có gì cứ nhắn tin. Thầy ơi, à rồi cứ hỏi. À thầy ơi, có những người mà vòng kinh nó trên 30 ngày á thì nó có theo cái là chia đôi ra như hồi nãy cái bài giảng 28 ngày không ạ thầy, hay là à. Rồi, ok. À, là cái này là do cơ địa nha. Em không có giải thích được tại sao, nhưng mà nó những cái ba đây là một cái chu kỳ kinh nguyệt ở tiêu chuẩn đi, mình gọi nó là tiêu chuẩn đi, là 28 ngày. Thì cái thời kỳ rụng trứng là nó gây ra thời điểm này chia đôi này, đúng chưa? Nó gây thời điểm chia đôi này, đúng chưa? Rồi, bây giờ nó có hai vấn đề như thế này. Nếu mà cái một người phụ nữ đó cái chu kỳ kinh nguyệt nó dài hơn hoặc là nó ngắn hơn thì mình không biết. Thì mình kệ nó, miễn là nó là không phải là 28 ngày thì chuyện gì xảy ra, thì giai đoạn hoàn thể này nó sẽ luôn luôn cố định là 14 ngày, ok chưa? Vậy nó chỉ thay đổi cái giai đoạn ở phía trước rụng trứng thôi, được không? Nó chỉ thay đổi ở phía trước rụng trứng thôi, dài ngắn gì là ở cái giai đoạn này. Sau khi mà rụng trứng thì chắc chắn cái hoàn thể của mình chỉ tồn tại khoảng 14 ngày là dẹp đẹp, được chưa? Không có tồn tại dài hơn, cũng không có tồn tại ít hơn thời gian đó, được chưa? Có thay đổi thì là thay đổi giai đoạn trước rụng trứng. À, ví dụ một cái người phụ nữ mà chu kỳ kinh nguyệt là 35 ngày chẳng hạn, à thì 35 mình trừ 14 ra, mình trừ 14 ra thì còn bao nhiêu? Thì 10. Còn 21 học y học bác sĩ mà bắt cho tính toán nữa. Rồi đó, vậy là cái chu kỳ trước rụng trứng là nó sẽ xảy ra là 21 ngày nha, được chưa? Rồi thầy,
À, rồi bây giờ tiếp theo là bây giờ mình nói đấy là bây giờ những cái là hormone đó nó có thể làm được cái giống gì nè, thì nó có estrogen thì nó ná, anh chị hiểu nó ná ná như là cái hormone testosterone thôi, được chưa? Thì nó sẽ giúp cho cơ thể của người phụ nữ mình nó phát triển, được chưa? À, nó phát triển thì nó sẽ giúp cho cái cơ quan sinh dục của người phụ nữ nó phát triển, cả cơ quan sinh dục trong, cả cơ quan sinh dục ngoài, được chưa? Nó sẽ to lên, nó bự lên và nó có bắt đầu nó có khả năng thực hiện cái chức năng sinh dục của nó. Nó cũng giúp là cái người phụ nữ, được chưa? À, phát triển xương, phát triển cơ bắp. Tuy nhiên, à, estrogen này á, so với thằng testosterone á, thì là nó không có mạnh bằng. Thì tất nhiên thì cái người cơ địa nhìn cái người phụ nữ á, thì nó cũng nhỏ nhắn hơn, đúng không? À, cơ bắp thì nó ít hơn cái người nam ha, cơ bắp thì nó ít hơn cái người nam, được chưa? Nha. Rồi. À, còn cái gì nữa không ta? À, và estrogen ở trong cái chu kỳ kinh nguyệt của mình thì nó hoạt động mạnh mẽ ở cái giai đoạn trước rụng trứng, được chưa? Nó giúp cũng giai đoạn trước rụng trứng thì nó giúp là phát triển cái niêm mạc tử cung của người phụ nữ, nó phát triển dần dần lên để mà sau khi rụng trứng á, thì có thể là cái hợp tử của mình nó có thể đi vào cái tử cung và nó làm tổ ở chỗ đó, được chưa? Nó làm tổ, nó tăng dòng máu đến tử cung nữa nè, nó phát triển cái niêm mạc tử cung nữa nè, để mà nó giống như là nó tạo ra một cái chỗ sẵn có thiệt là nhiều chất dinh dưỡng để mà nếu mà sau khi rụng trứng mà có quá trình thụ tinh đó thì sao, cái hợp tử cái phôi đó nó sẽ đến làm tổ ở cái đáy tử cung ha. Rồi đó là những cái chức năng bình thường ai cũng biết, thì là cơ bản là nó phát triển cơ thể của người phụ nữ lên, phát triển cơ quan sinh dục ngoài, cơ quan sinh dục trong, rồi giúp cho cái tử cung của mình phát triển lên để mà chuẩn bị để mà nuôi dưỡng cái phôi. Rồi nhưng mà có một cái vài cái chức năng thú vị như thế này, được chưa? Thì đầu tiên hồi nãy em nói nè, à, nó tham gia cái phát triển xương của người phụ nữ. Ở người nam mà nó như vậy thì cái quá trình mãn kinh của người nam mà nó hầu như là nó không có cái rõ rệt, được chưa? Cái niêm mạc của người nam đó là cái bài tiết hormone testosterone của người nam á thì sao, à nó, à, nó trước khi mà dậy thì nó không có, nhưng mà sau khi dậy thì nó tăng lên nhanh chóng. Rồi sau khi với cái quá trình phát triển 20-30 tuổi á, thì sao, đến 50 tuổi á, thì sao, nó giảm nha, nó giảm nhưng mà nó giảm tà tà như thế này nè, được chưa? Gần như là cái sự là mãn kinh của người nam á là ít gặp, đúng không? Tại vì nó phát triển tà tà như vậy, 60-70 vẫn có thể là làm cho con người ta có bầu bình thường, đúng không? Rồi nhưng mà cái người phụ nữ sao, cái người phụ nữ á, thì cũng như người nam thì là sau khi mà tuổi dậy thì á thì nó cũng lên cái hormone estrogen thiệt là nhiều rồi, nhưng tới cái tuổi mãn kinh của người phụ nữ á, thì nó là sao, nó giảm là sao, nó giảm một cái phè xuống như nè, được chưa? Nó giảm một cái phè xuống. À, người nam thì cái testosterone nó giảm từ từ tà tà, còn người nữ tới tuổi mãn kinh rồi là cái nồng độ estrogen trong máu của người phụ nữ á, nó gần như là nó giảm ha, nó giảm hoàn toàn, thì nó gây nên hiện tượng mãn kinh ở cái người phụ nữ là như vậy. Thì với cái việc mà nó giảm đột ngột như vậy á, cái chức năng của cái estrogen là nó giúp tạo xương, đúng không? Tạo tạo xương, phát triển xương. Bây giờ ở cái người phụ nữ nếu mà sau cái tuổi mãn kinh á thì sao, nó giảm xuống như vậy, thì cái chức năng tạo xương, phát triển xương của người phụ nữ á, nó giảm một cách đột ngột. Cho nên ở người nữ á, nó sẽ, nam nữ gì nó cũng bị loãng xương, nhưng mà ở người nữ sau tuổi mãn kinh á thì nó sẽ dễ gặp hơn rất là nhiều so với là người nam, đúng không? Giảm hơn rất là nhiều so với người nam là tại vì cái tuổi mãn kinh nó như vậy. Rồi còn cái chức năng gì nữa đây anh chị đọc nè, tăng nồng độ thyroxin với cái hormone estrogen á, khi mà nó có trong máu á thì nó tăng nồng độ thyroxin, giảm nồng độ cholesterol toàn phần, được chưa? Giảm cái nồng độ LDL và tăng nồng độ HDL, thì cái này không biết anh chị biết không, nhưng mà nhìn chung như thế, nồng độ estrogen nó giảm nè, HDL này là một cái loại lipoprotein là nó tốt, nó giúp vận chuyển cái mỡ của mình nó đến gan để mà thải ra ngoài, thì cái HDL này nó cao quá thì nó tốt nha, coi kết quả xét nghiệm máu đó, HDL mà nó cao thì nó tốt, nó bình thường thì nó tốt nha ha, nó giảm xuống thì mới là bệnh nha, HDL mà nó giảm xuống thì mới là bệnh. Rồi LDL này là cái này thằng là lipoprotein xấu, lipoprotein này mà nó tăng lên thì là nó dễ bị bệnh tim mạch hơn, dễ bị bệnh mạch vành hơn,
mỡ máu nó tăng lên, dễ bị bệnh tim mạch, dễ bị bệnh mạch vành hơn. Vì vậy anh chị thấy nè, giảm nồng độ cholesterol, giảm nồng độ LDL, vậy anh chị thấy khi mà estrogen của người phụ nữ được bài tiết ra một cách đầy đủ thì mỡ máu của người phụ nữ á, nó sẽ giảm xuống, nó là một cái điều tốt, đúng chưa? Nó là một cái điều tốt. Vậy là cái người phụ nữ của mình á, cái người phụ nữ thì sao, nó ít bị bệnh tim mạch hơn so với là người nam nhờ vào cái hormone estrogen này, đúng chưa? Rồi bây giờ sao, cho nên trước tuổi mãn kinh thì hầu hết những cái người mà bị nhồi máu cơ tim đa phần là người nam, ít khi mà là người nữ. Rồi sau tuổi mãn kinh thì nó đảo ngược lại, thì là người nữ sẽ dễ bị gặp nhồi máu cơ tim hơn người nam. Là tại vì sao? Là tại vì người phụ nữ mãn kinh rồi, estrogen này nó ít bài tiết ra rồi, thì lúc này mỡ máu nó tăng lên, hoặc là nồng độ thì mỡ máu nó tăng lên, cholesterol tăng lên, LDL nó tăng lên, thì lúc này người phụ nữ dễ bị nhồi máu cơ tim, đúng chưa? Rồi hoặc là mình có thể giải thích làm sao, là tại vì mấy ông nam là trước tuổi mãn kinh là bị nhồi máu cơ tim chết hết rồi, thì bây giờ những cái người còn lại có nguy cơ mỡ máu đồ á, thì là sau tuổi mãn kinh thì mấy ông nam chết hết rồi, cho nên là bây giờ tới người nữ, đúng không? Còn người nữ thôi thì mình có thể giải thích như vậy được, cũng được. À rồi, thì với cái việc mà bị loãng xương hồi nãy đó, thì người ta cũng biết là estrogen này nó có vai trò như vậy, cho nên người ta cũng chế ra những cái thuốc đó là nó giống giống như là estrogen, người ta điều trị cái bệnh loãng xương, được không? Đó. Rồi người ta điều trị cái bệnh loãng xương thì nó có giảm loãng xương không? Có, nó có giảm loãng xương, nhưng mà nó gây một cái tác dụng phụ là nó tăng đông máu lên. Cái estrogen này á là nó gây tăng đông máu lên nha, estrogen này nó gây tăng đông máu lên, cho nên người ta sử dụng cái thuốc estrogen để mà điều trị loãng xương. À, có giảm loãng xương thiệt, nhưng nó bị tăng đông máu lên, người ta bị những cái bệnh là thuyên tắc phổi ha, thuyên tắc phổi, thuyên tắc mạch máu chi dưới rồi ha. Đó. À, vậy là loãng xương thì là để như vậy thì không sao, không chết, nhưng mà uống cái thuốc vô điều trị loãng xương, loãng xương bây giờ loãng xương giỏi lắm, cẩn thận chút xíu rồi đâu có chuyện gì xảy ra, đúng không? Loãng xương nó đâu đau đớn như vậy. À hiện cái thấy loãng xương, cái uống cái thuốc estrogen vô để mà điều trị loãng xương, à có giảm loãng xương thiệt, nhưng mà bị thuyên tắc phổi độ chết queo luôn, được chưa? Cho nên người ta bây giờ người ta không có sử dụng estrogen để mà người ta điều trị loãng xương nữa, tại vì sử dụng vô là người ta bị thuyên tắc phổi, người ta chết luôn, hiểu không? Đó là do cái tác dụng của cái estrogen là có tác dụng là tăng đông máu nha. Nếu mà nồng độ estrogen trong máu nó tăng cao lên thì gây tăng đông máu, dễ bị thuyên tắc phổi độ chết á ha. Thú vị không? Có những kiến thức này thú vị không? Thưa thầy cho em hỏi này xíu thầy. À, rồi. Cái bổ sung cái estrogen đó là cái phải là cho bổ sung nội tiết tố không thầy? Đúng ạ. Thì nếu mà người nữ bổ sung nội tiết tố nữ, đúng rồi. Dạ dạ. Là cái nguy cơ tăng đông máu cao hả thầy hả? Uống hoài có thể chết luôn á. Dạ dạ. Hay quá. Nguy hiểm bổ quá sung. À, thì người ta không phải là người nào uống cái nội tiết tố nữ vô cũng chết, không phải như vậy. Nhưng mà cái này là nói chung là phải theo chỉ định sát sao của bác sĩ đúng không thầy? Đúng rồi, là không ý, đừng có hiểu lầm á, là uống cái estrogen này vô là chết, không phải. Là tức là người ta nghiên cứu như vậy nè, là anh hiểu, để em nói cho anh nghe một cái nghiên cứu như vậy nè, rồi anh hiểu cái vấn đề là người ta nghiên cứu á, là người ta thấy những cái người ta nghiên cứu những cái trường hợp mà người ta bị thuyên tắc phổi á. Dạ dạ. Thì người ta nghiên cứu những cái đối tượng mà bị thuyên tắc phổi như vậy á, thì người ta thấy rằng ở cái nhóm bệnh nhân mà có uống estrogen sẽ bị nhiều hơn so với là cái nhóm bệnh nhân là không uống. Nó chỉ là trên lệch nó tăng cao lên thôi, tăng nguy cơ lên thôi, chứ không phải là uống estrogen vô là bị thuyên tắc phổi là chết nha, không phải. Ý em không phải vậy nha. Nó chỉ tăng nguy cơ lên. Nó có tỷ lệ nó tăng nguy cơ để hiểu rồi. Okay, đúng này. Rồi, đúng rồi. Nó tăng nguy cơ làm gì đó ha. Rồi. Thầy ơi thầy. Cứ hỏi nha.
À, tại sao cái estrogen của người phụ nữ trẻ nó lại không có cái tác dụng đấy nhỉ thầy nhỉ? Tác dụng gì? Nó có gây đông máu không thầy? Tức là ta làm tăng cái khả năng đông máu á. Thì cái nồng độ estrogen ở cái người phòng trong cơ thể mình thì nó bài tiết ra phù hợp với cơ thể mình thôi, đúng không? Nó bài tiết ra một cái lượng vừa đủ để mà phù hợp với cơ thể mình thôi, chứ đâu phải là như là mình bổ sung từ ngoài vô, mình bổ sung từ ngoài vô thì nó mới dư thừa, đúng không? Còn nếu mà cơ thể mình nó tự sản sinh ra thì cơ thể mình nó tự điều hòa, tự biết mà, nó có quá trình điều hòa ngược âm tính mà, đúng không? Dạ vâng, cảm ơn Thấy thầy. không? Thấy vấn đề ha? Rồi. Dạ thầy ơi, cho em hỏi. Rồi, cứ hỏi nha. Dạ, em thấy bảo là uống mầm đậu lành rồi thì là sâm tố nữ thì là estrogen cũng tăng lên ý. Thì không biết là nó có ảnh hưởng đến cái quá trình. À, cái đậu nành hả ta? Cái đậu nành nó có cái chất gì trong đó, đó cái chất gì trong đó nó tăng nội tiết tố nữ lên, mà em có đọc một cái bài báo đó, là cái đậu Mầm tăng nành mà nhanh. nó nấu chín rồi hình như là nó mắc cái chất đó, nó mắc cái chất đó rồi, cho nên là cái việc mà tăng nội tiết tố nữ lên đó, hình như là nó cũng không đáng kể, không có nhiều ha. Còn nếu mình bổ sung vào hoa anh thảo thì sao thầy? Cái đó thì em cũng chả biết cái đó là cái gì luôn á. Em cũng không biết mấy cái thuốc đó là cái gì, mấy cái thuốc đó là cái gì, Cái đó hoa là để thảo người ta nói là để tăng nội tiết tố nữ á thầy. vậy hả? Dạ. Chắc cũng Nó hết là dạng xuôi thực phẩm chức năng đó thầy. à. Rồi ok, thì nó có người ta nói là tăng nội tiết tố nữ nha, thì chắc cũng tăng cũng vừa vừa phải phải thôi, chắc cũng không sao. Kệ hên xui. Thì người bình thường của mình cũng bị thiên thạch phổi được mà, đúng không? Chứ đâu phải là người, nhưng mà uống nó tăng có thể tăng nguy cơ thì mình cũng không nói được. Đâu phải người nào tăng estrogen lên cũng bị thiên thạch phổi đâu, đúng không? Cũng không biết, không biết chắc mà. Rồi tiếp tục. Rồi sẽ là hormone thứ hai là progesterone. Thì anh chị biết cái loại hormone progesterone này là do cái hoàng thể nó tiết ra, đúng không? Khi mà sau khi mà rụng trứng, cái nang nõn của mình nó trở thành cái hoàng thể rồi, thì lúc này cái hoàng thể của mình sẽ bài tiết ra hai loại hormone là progesterone và cả estrogen luôn. Progesterone nó sẽ bài tiết ra nhiều hơn so với là estrogen, được không? Thì cái progesterone này nó có cái chức năng gì? Thì sau khi mà rụng trứng á, thì nếu mà nói sao thì để cho dễ nhớ á, thì là anh chị cứ hiểu á, là progesterone là một cái loại hormone sau khi rụng trứng thì là nó có khả năng là đậu thai, đúng không? Thì bây giờ cái hormone progesterone anh chị cứ hiểu là sao, là bây giờ nó sẽ điều khiển cái cơ thể mình sao đó để mà nó bảo vệ được cái trứng đó, nó nuôi dưỡng, nó phát triển được cái trứng đó, nó nuôi dưỡng, nó phát triển được cái trứng đó. Rồi anh chị áp dụng cái câu em nói vô là progesterone là hormone nó sẽ bảo vệ và nuôi dưỡng cái trứng vô, thì anh chị đọc nè, nó sẽ làm tăng sinh nội mạc tử cung, tăng sinh lại lên để làm gì? Tăng sinh lên để mà nó bài tiết ra nhiều chất dinh dưỡng hơn, để mà nó nuôi được cái trứng của mình, đúng không? Nó nuôi được cái trứng của mình. Rồi nó ức chế chu kỳ kinh nguyệt, ngăn co thắt tử cung. Bây giờ cái tử cung mình nó càng càng nhảy càng càng hãy càng hãy càng hãy hoài, sao cái trứng nó làm tổ được, hiểu không? Hiểu vấn đề nè, cái chính cái tử cung mình nó có cứ co bóp cả hãy hoài sao làm tổ được. Bây giờ progesterone nó phải vô, nó ngăn co thắt cửa tử cung, thì cái tử cung của mình nó mới yên ổn, thì là cái chính nó mới có thể làm tổ được, đúng không? Thì bây giờ cô đặt ngăn sự xâm nhập của tinh trùng, ngăn sự xâm nhập của tinh trùng sau khi nó bài tiết ra, thì là cái dịch âm đạo của mình nó sẽ cô đặt lại và nó ngăn sự xâm nhập của cái tinh trùng vô, được chưa? Ngâm nhập. Cho nên là người ta có thể ứng dụng cái progesterone này vô cái việc là ngừa thai, được chưa? Rồi cái tăng thai nhiệt của người phụ nữ sau khi mà người phụ nữ rụng trứng, thì cái hormone progesterone ở cái hoàng thể nó được bài tiết ra, thì cái nhiệt độ của người phụ nữ thường là nó sẽ tăng thân nhiệt lên. Một số người anh chị cảm nếu anh chị phụ nữ đâu thì người ta cảm nhận được điều đó, đúng không? Sau khi rụng trứng thì là nó sẽ tăng thân nhiệt lên. Rụng trứng là không có phải là có kinh nha, rụng trứng không có phải là có kinh, một hồi thì có kinh thì em nói sao, cái rụng trứng không phải là có kinh nha.
Đại ca, cái vụ có kinh thì để họ nói sao, bây giờ rụng trứng không phải là có kinh nha, sau khi mà rụng trứng thì thân nhiệt của người phụ nữ nó sẽ tăng lên, rồi hormone này tăng giữa muối giữa nước. Tại vì sao? Thì cái hormone này có bản chất là gì? Hormone bữa hổm em dạy, bữa hổm cái bài đại cương hệ sinh dục đó, em phải hướng dẫn á, là cái hormone ở cái hormone ở cái vỏ thượng thận và hormone ở cái tuyến sinh dục, thì cái bản chất hormone của nó là gì? Anh chị nhớ không? Bản chất của hormone của nó là gì? Là peptide protein hay là cholesterol steroid? Anh chị nhớ không? Cholesterol. Đúng rồi. Đúng rồi. Vậy cho anh chị nhớ giúp em là những cái loại hormone bản chất là cholesterol và steroid như vậy á, thì làm sao? Là nó có một cái chức năng chung là tăng giữ muối giữ nước, được chưa? Thì cái thằng mà tăng giữ muối giữ nước nhiều nhất là gì? Là aldosterone, nhớ chưa? Tăng giữ muối giữ nước nhiều nhất là aldosterone. Nhưng ví dụ như là corticoid của mình hoặc là những cái hormone sinh dục của mình thì nó cũng có một chức năng là giữ muối giữ nước, tuy nhiên những thằng này thì nó không nhiều, được không? Thì anh chị nhớ cái thuốc mà đề xa bữa hôm anh chỉ không, cái thuốc corticoid đó, đề xa mình uống đề xa vô đó, giữ muối giữ nước đó, nó là như vậy đó. Thì là do bản chất của nó là steroid, nó có tác dụng giữ muối giữ nước, được chưa? À. Rồi bây giờ mình nói đến cái tử cung của mình nè. À, giai đoạn tân sinh, giai đoạn sức, thì người ta chia làm ba giai đoạn cho mình: giai đoạn tân sinh, giai đoạn xuất tiết và giai đoạn hành kinh. À, buồng trứng thì mình chia hai giai đoạn trước rụng trứng và giai đoạn sau rụng trứng. Còn giai đoạn cái buồng tử cung á, mình chia làm ba giai đoạn tân sinh, giai đoạn xuất tiết và giai đoạn hành kinh. Được chưa? Cái tử cung mình hồi nãy đó, cái niêm mạc tử cung đó nó có hai lớp đó, lớp niêm mạc căn bản và lớp niêm mạc chức năng, hay còn gọi là lớp niêm mạc tuyến đó, chị nhớ không? Tử cung, bây giờ mình nói là cái tử cung cái chỗ đó nè, nó làm sao? Cái niêm mạc tử cung của mình thì hồi nãy mình nói nó có hai cái lớp, đúng không? Nó chia ra làm hai cái lớp, lớp niêm mạc cơ bản và lớp niêm mạc chức năng, hay còn gọi là lớp niêm mạc tuyến đó. Thì sao? Lớp chức năng á thì nó sẽ thay đổi theo chu kỳ kinh nguyệt, nó chiếm 2/3 trên và nó thay đổi theo chu kỳ kinh nguyệt. Còn lớp căn bản thì nó chỉ chiếm 1/3 dưới và nó cố định như vậy xuyên suốt cái người cơ thể của người phụ nữ luôn ha. À, đó. Rồi giai đoạn đầu tiên là giai đoạn tăng sinh nè. Lúc này cái niêm mạc của mình nó sẽ được sự tác động của hormone estrogen và nó sẽ tăng chiều dày lên, tăng niêm mạc tuyến lên, tăng cái mạch máu nó sẽ ngoằn ngoèo bự lên, nhiều lên. Để chi? Để mà sau khi rụng trứng thì có thể là thai làm tổ và nó có cung cấp chất dinh dưỡng cho cái phôi thai đó. Được chưa? Giai đoạn tăng sinh ha, giai đoạn tăng sinh là như vậy. Giai đoạn xuất tiết tức là sau khi mà cái năng cái trứng của mình ở trên chảnh đó, nó phóng nõn ra rồi, thì lúc này hoàn thể được bài tiết ra, thì lúc này estrogen và progesterone nó sẽ được cái hoàn thể nó tiết ra, đúng chưa? Thì với tác động của estrogen và progesterone nhiều lên, nó được hoàn thể bài tiết ra nhiều lên, thì lúc này cái nội mạc tử cung của mình nó sẽ phát triển lên nhiều lên nữa và cái mạch máu của mình sẽ phát triển lên nhiều lên nữa để mà tiết nhiều chất dinh dưỡng, để mà có khi mà cái thai nó làm nó thụ tinh với cái thai, cái tinh trùng nó thụ tinh với nhau, nó phát triển thành cái trứng á, nó phát triển thành cái phôi á, thì là nó có cái chỗ để mà nó làm tổ, được chưa? Nha. Rồi. Như hồi nãy nói là nó sẽ luôn cố định 14 ngày như vậy. Rồi chuyện gì xảy ra? Hồi nãy là có một cái giai đoạn em nói là cái hoàng thể nó sẽ bị thoái hóa, đúng không? Khi hoàng thể và cái hoàng thể nó bài tiết ra nhiều progesterone và estrogen và inhibin, lúc này nó sẽ điều hòa âm tính lên phía trên, LH và FSH nó sẽ giảm bài tiết đi, thì lúc này LH á nó giống như là nó là một cái thứ để mà nuôi dưỡng cái hoàng thể. Bây giờ LH nó với quá trình điều hòa ngược âm tính, cái hoàng thể, cái tuyến yên của mình nó không bài tiết LH, không bài tiết FSH nữa, thì bây giờ cái hoàng thể của mình nó không có gì nuôi, không có gì nuôi thì nó chết đói, nó chết đói thì nó sẽ bị thoái hóa dần, và người ta ghi nhận vào là khoảng thứ ngày thứ 24 của chu kỳ kinh nguyệt, thì lúc này cái hoàng thể của mình nó sẽ bị thoái hóa dần 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 dần. Khi mà cái hoàng thể của mình nó bị thoái hóa thì sao? Cái hoàng thể của mình nó có chức năng là bài tiết progesterone và estrogen, cho nên nếu cái hoàng thể bị thoái hóa thì progesterone và estrogen nó không bài tiết ra nữa. Thì hồi nãy mình nói á, cái niêm mạc tử cung của mình nó phát triển dựa vào cái hormone progesterone và estrogen. Bây giờ nó không bài tiết progesterone và estrogen nữa thì sao? Bây giờ cái niêm mạc tử cung của mình
nó không có cái chất dinh dưỡng để mà nó nuôi dưỡng nữa, cái lớp niêm mạc tuyến đó, nó không có cái chất dinh dưỡng là estrogen và progesterone nó nuôi dưỡng nữa, thì lúc này nó sẽ bị thoái hóa và nó sẽ bị bong chóc cái lớp niêm mạc căn bản này ra, bong chóc lớp niêm mạc căn bản ra, được chưa? Và nếu mà nó bong chóc ra thì sao? Nó bong chóc ra thì sao? Thì trong đó nó có các mạch máu đồ trong đó đó, khi mà nó bong chóc ra như vậy thì bắt đầu xịt máu ra và nó tạo nên cái việc là cái việc ga máu ở âm đạo của người phụ nữ, thì đó đánh dấu đó là giai đoạn hành kinh của người phụ nữ, được chưa? Giai đoạn hành kinh của người phụ nữ đó diễn tiến như vậy ha. Nếu mà một cái người phụ nữ có thai thì chuyện gì xảy ra? Thì hormone HBHCG của người phụ nữ ở cái nhau thai nó sẽ được bài tiết ra và nó sẽ thay cho LH, nó nuôi dưỡng cái hoàng thể, thì lúc này progesterone và estrogen vẫn được bài tiết ra, thì cái niêm mạc tử cung của mình sẽ tiếp tục phát triển, đúng không? Niêm mạc tử cung của mình sẽ vẫn tiếp tục phát triển và nó bài tiết ra nhiều chất dinh dưỡng để mà nuôi dưỡng cái thai đó à, là như vậy. Cho nên nếu mà niêm mạc tử cung tiếp tục phát triển thì là đâu có giai đoạn hành kinh nữa đâu, cho nên người ta mang thai rồi thì đâu bị trễ kinh, đâu có bị ra kinh được đâu, đúng không? Dạ, giải thích được hết ha, cầu hoàng như vậy, nhưng mà mình giải thích được hết như vậy ha. Rồi, người ta thấy cái kinh nguyệt bình thường á thì nó kéo dài từ 3 đến 5 ngày, có khi lên đến 8 ngày, đúng không? Thôi thì như vậy. Máu kinh á thì máu của nó khoảng là 40 ml dịch. Rồi 75% là từ máu động mạch, 25% là từ máu tĩnh mạch. Rồi 35 ml dịch đó thì có lượng lớn bạch cầu, cho nên cái việc mà ra máu kinh nó tự động cái máu nó như vậy đó. Tuy nhiên cái việc này nó không gây nên tình trạng nhiễm trùng là nhờ vào cái số lượng bạch cầu này nè ha. Rồi máu nó sẽ bị giam giữ ở niêm mạc tử cung một thời gian, khi mà máu nó ra ngoài rồi, nó ra ngoài rồi thì nó sẽ đông lại, đúng không? Rồi nó đông lại và nó giải phóng cái gì? Giải phóng cái máu không đông ra ngoài à, cho nên cái máu kinh của mình thường nó không có đông, đúng rồi, nó không có đông. Đây anh chị thấy không, lớp niêm mạc căn bản của mình nó sẽ phát triển cả sau khi mà mình rụng trứng nè, cái nịt đỏ này rụng trứng nè, nó vẫn phát triển lên. Rồi estrogen và progesterone ức chế LH không bài tiết ra, thì lúc này hoàng thể bị thoái hóa không bài tiết estrogen và progesterone nữa, thì cái niêm mạc tử cung của mình nó sẽ bị bong chóc ra và nó gây nên giai đoạn hành kinh của người phụ nữ, được chưa? Giai đoạn hành kinh của người phụ nữ à, tính giai đoạn ngày hành kinh của người phụ nữ, được không? Ngày đầu tiên hành kinh thì là mình tính là ngày đầu tiên à, bắt đầu ra máu kinh thì mình tính là ngày đầu tiên của chu kỳ kinh nguyệt, được chưa? Rồi à, rồi mấy này giờ anh chị đọc thêm nha. Nha, rồi anh chị có hỏi gì không? Trời ơi sao giờ này vô đội đủ hết trơn ha. Thầy ơi cho em hỏi. À rồi cứ hỏi. Dạ, u sơ tử cung là sao thầy? Và u sơ tử cung ở tiền đạo là nó nằm ở đâu thầy? À, u sơ tử cung thì cái tử cung của mình á thì là nếu như là đó, cái này á, thì em cũng không phải là chuyên về sản cho nên nói có thể là nói tầm bậy ha, có thể là nói tầm bậy, thì em cũng không có chuyên sản cho nên em cũng không có học về mấy cái bệnh đó nhiều ha. Thì u sơ tử cung á thì thường nó phát triển ở cái lớp niêm mạc hoặc là cái lớp cơ của tử cung này nè, nó phát triển là một cái khối u như vậy, được chưa? Nó phát triển là một khối u như vậy. À, và cái khối u này thì sao à, nếu như là nó có thể là nó chiếm chỗ của cái chỗ làm tổ của cái trứng của mình, cho nên nó là cái u này, ngoài cái chuyện là giống như là nó là u sơ này á, thì là không biết là nó lành tính hay là nó ác tính, nhưng mà nó có thể á, nó gây nên cái chuyện là à, một cái người phụ nữ nào nó khó mang thai ha, gây nên nó là tại vì nó chiếm cái chỗ làm trứng, cái chỗ để mà cái trứng nó làm tổ rồi
cho nên là những người phụ nữ này nó có thể khó mang thai. Còn về cái bệnh u sơ tử cung á thì là nói thiệt là em cũng không có học nhiều về nó ha, em đọc qua một lần thì em cũng không có nhớ nhiều được chưa, cho nên là em cũng không có thể mà trả lời chị được ha. Có gì để em tìm hiểu rồi em nhắn lên nhóm sao cho anh chị ha, mà đừng lo cho mẹ mình tìm hiểu. Thầy ơi, cho em hỏi câu hỏi được với ạ. À rồi. À, tại sao mà mỗi lần khoảng tầm 10 ngày là có kinh thì là cái ngực của phụ nữ nó bị đau thầy nhỉ? Tức là nó căng lên ý. Nó căng lên hả? Dạ, nó căng lên mà nó đau tức á. Ừ, em suy nghĩ rồi. Rồi, cái này chắc em về em tìm hiểu nha, chứ em cũng chưa có khả năng giải thích bây giờ. Có anh chị nào giải thích được không? Thầy dạ, chưa có vợ, chưa vợ sao thầy giải thích được thầy? Bắt thầy chưa có vợ mà bắt thầy giải thích thì căng quá. Thầy ơi, cho em hỏi. Ừ, mới hỏi mà. Việc mang thai hộ và việc xin trứng để mình đưa vào trong cái buồng trứng của mình á, có giống nhau không thầy? Ý, À. khi mà cái đứa trẻ sinh ra thì cái ADN của nó có giống như việc mình mang thai hộ không ạ? Mang thai hộ là lấy trứng của cái giống như là cả cái người phụ nữ đó, cái người phụ nữ cần có con đó, vợ chồng đó, thì là cái người phụ nữ đó cũng như là bị một cái vấn đề gì đó mang thai không được đúng không, có thể là người ta sức khỏe người ta yếu người ta mang thai không được, thì cái việc mang thai hộ á tức là người ta lấy trứng của cái người phụ nữ mà không thể mang thai đó, lấy cái trứng của người đó có trứng lấy ra, rồi cái là mình lấy cái tinh trùng của người chồng mình làm cho nó thụ tinh bên ngoài á, thụ tinh bên ngoài xong nó phát triển thành một cái phôi và mình bơm cái phôi đó vô cái cơ thể của người phụ nữ mà mang thai hộ á, cho nên cả về là cái tinh trùng cũng như là cái trứng thì nó đều là của cái cặp vợ chồng đó, cho nên là cái kiểu gen kiểu ADN đó đều là của vợ chồng đó, cho nên là việc mang thai hộ thì nó sẽ ra một cái đứa con thật sự là của mình đúng không, tại vì kiểu gen đó là của cả cái cặp vợ chồng đó được chưa. Thế nếu mà xin trứng xong rồi mình không có thể mang thai được, nhưng mà mình xin trứng rồi mình đưa vào trong tử cung của mình á, thì lúc mà mình đẻ ra là ADN của mình hay là của cái trứng của người mình đi xin hả đây? Ủa mình không thể mang thai mà sao sinh trứng vậy? Ý là À, ý cái là trứng. mình hết trứng đúng không? Mình hết trứng đúng không? Dạ. À, kiểu kiểu vậy, mình hết trứng rồi bây giờ mình chỉ mang thai được thôi, nhưng mà mình hết trứng rồi bây giờ mình đẻ không được. Đúng không? Hiểu hiểu vậy đúng không? Em hiểu gì? À thì là tất nhiên là cái trứng của người ta. Nhưng mà cái trứng là cái trứng của người ta. Đúng không, cái trứng là cái trứng của người ta, cho nên cái kiểu gen nó đâu có giống mình, cái đâu có giống được phụ nữ mình được, nên là người ta sinh những cái trứng là sinh cái trứng của người thân thôi, mà đâu có ai mà sinh cái trứng bậy bạ, có là cái lực là sinh cái trứng của người thân kêu người thân lại đúng không, sinh cái trứng của người thân, và tất nhiên là cái kiểu gen là kiểu gen của người thân mình chứ không phải kiểu gen của mình đâu đúng không. Thế thì giống mình đi mang thai hộ thầy nhỉ? À, cái ý nghĩa nó khác nhau nhưng mà về mặt sinh học thì nó giống giống vậy đó đúng không, về mặt sinh học thì nó giống rồi đó, nhưng mà về cái ý nghĩa thì mình mang thai hộ để mà lấy cái con mình nuôi, còn cái việc mà mang thai hộ là gì, là cái việc mang thai hộ thì là mình người cái người Anh ta hai đẻ xong hộ. rồi mình lấy cái đứa trẻ đó đúng không, khác nhau và cái ý nghĩa thì nó sẽ khác nhau, nhưng mà về mặt sinh học thì tất nhiên cũng từ từ gì đó à. Dạ em cảm ơn thầy. Ừ.
Bây giờ ra mình chắc mình là rồi. Nghĩ với lao không thầy? Nãy giờ thấy thầy giảng hơi bị nhiều. Em cũng mệt quá Dạ, thầy nghĩ rồi với lao chuyện này chưa biết rồi. mà rồi dạ mấy anh chị bữa trước em có gửi cái Lỡ trắc nghiệm chữa trắc nghiệm đó thì hồi mình giải lao xong cái mình giải cái trắc nghiệm đó mình ủa nghỉ sao có câu nhiều câu năm năm cái năm đáp án chứ thầy? nha. Khó quá thầy ơi, Thì cứ giải đi, nghĩ là đau đầu lắm rồi. thì em giải cho anh chị mà có gì đó. Nhưng mà thi thì không không có trong đó đâu, mình học cái đó thôi chứ mình không có thi cái đó đâu. Ok thầy. Cái đó rồi ha. Rồi vậy mình nghỉ Dạ, tới dạ nghỉ xíu thầy, nghỉ lao thầy. Dạ nghỉ lao xíu thầy ơi. 20 20:10 thì mình sẽ bắt đầu lại nha. Rồi. Dạ rồi, ok thầy. Thầy nghỉ ngơi xíu thầy. Dạ, chào thầy. Giờ kiểm tra hả thầy? Rồi, em xin chào anh chị nha. Thì mình bắt đầu ha anh chị. Rồi, thôi mình tranh thủ mình học về cái mình nghỉ sớm ha. Thầy cho hỏi mình có học cái bài xương khớp không thầy? Bài xương khớp chắc đọc thêm thôi anh ơi, không có học nữa. Không có thi À, luôn nha, cảm ơn. không có thi rồi đó. Dạ, cảm ơn thầy. Thì đầu tiên thì là đây là một cái câu của bài thận đúng không? Nơ phong là gì? Nơ phong là một cái đơn vị cấu trúc và chức năng cơ bản của cái thận. Cái thận mình là mọi người sẽ có hai trái như vậy, và những cái tế bào những cái đơn vị mà cơ bản nhất của cái thận của mình đó chính là nơ phong. Mỗi cái thận của mình đó, nó sẽ có 1,2 triệu cái nơ phong, và hai thận là 2,4 triệu cái nơ phong đúng không? Nơ phong của mình đó, thì nó bao gồm hai phần cầu thận và ống thận đúng không? Cầu thận và ống thận. Tại cầu thận thì nó thực hiện chức năng lọc máu tới cái cầu thận của mình thì nó sẽ lọc và cái tạo thành dịch lọc ban đầu. Dịch lọc ban đầu sẽ chảy qua bốn cái đoạn của ống thận: ống thượng gần, qua lê, ống thượng sau, ống góp, và cuối cùng nó được tác thu hầu hết các chất, cuối cùng nó trở thành nước tiểu được ha. Thì cái nơ phong của mình thì mỗi cái vùng nó sẽ có một cái loại cấu trúc khác nhau. Thì đầu tiên thì là cấu trúc tế bào nào sau đây không đúng của nơ phong, thì bây giờ mình đi từng câu ha. Thì câu A, tế bào biểu mô cầu thận có các tế bào có chăn bám vào cái màng đáy. Thì màng lọc của cầu thận của mình nó sẽ có 3 lớp đúng chưa? Lớp tế bào biểu mô mao mạch, lớp màng đáy và lớp tế bào biểu mô bao bô manh. Thì cái lớp tế bào biểu mô bao bô manh á thì nó có cấu trúc thì nó có cấu trúc như là các chăn giả được không? Nó có cấu trúc như là các chăn giả. Rồi, để em cho anh chị coi. Rồi, đây là lớp tế bào, đây là ba lớp của màng lọc cầu thận của mình. Thì là lớp tế bào biểu mô mạch máu nè, lớp màng đáy nè, lớp tế bào biểu mô bao bô manh nè. Lớp tế bào biểu mô bao bô manh á thì nó như là những cái chân nó bao quanh cái màng đáy của mình, cho nên thì người ta còn gọi nó là lớp tế bào có chân, hoặc là gọi là lớp tế bào chân giả, đúng không? Rồi, lớp tế bào có chân bám vào màng đáy, vậy là câu A này nó đúng ha. Rồi, tế bào biểu mô ống lượng gần có bờ bàn chải được tạo bởi các vi nhung mao. Đúng rồi, đúng không? Tại vì sao? Tại vì cái ống lượng gần của mình á, tại vì cái ống lượng gần của mình đó chính là cái nơi mà nó tái hấp thu nhiều chất nhất, đúng không? Tái hấp thu nhiều chất nhất. Cho nên muốn tái hấp thu được thì sao? Cái ống lượng gần của mình á thì nó phải có cấu trúc cái bờ bàn chải, và nó có cấu trúc bờ bàn chải và nó có các ti thể này, được chưa? Cái ống lượng gần của mình nó sẽ có hai cấu trúc để mà nó phù hợp với cái việc là tái hấp thu rất là nhiều chất. Ở đây là gì? Thứ nhất là nó có bờ bàn chải nè, được tạo bởi các vi nhung mao của tế bào biểu mô ống thận nè, để làm chi? Nó tăng diện tích tiếp xúc với cái dịch lọc ban đầu đi xuống nha, nó sẽ dễ dàng hấp thu vô. Và thứ hai là nó có gì? Nó có nhiều ti thể. Thì nó có nhiều ti thể để làm gì? Để tạo ra năng lượng để mà vận chuyển tích cực các chất vào trong tế bào ống thận để mà tái hấp thu các chất nha. Ok, rồi vậy là câu B cũng đúng luôn. Cành dài qua hai lê thì là có kết nối chặt chẽ với nhau. Cái quai hai lê thì mình có hai đoạn, đoạn mỏng và đoạn dày đúng không?
càng dày á thì là các tế bào nó sẽ khít 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 với nhau lại, cho nên là nó không tái hấp thụ nước và nó chỉ vận chuyển tích cực cái ion đi qua thôi. Cho nên câu 3 câu C này nó cũng đúng luôn. Đấy à. Tế bào biểu mô ống lượng xa có bờ bằng chải và nhiều tia lập thể như là ống lượng gần, không có nha. Tế bào ống lượng xa của mình chỉ là tái hấp thụ rất ít chất thôi, cho nên nó không có bờ bằng chải và tia lập thể. Cho nên câu này đúng á, là câu D, được chưa? Câu này đúng là câu D. Nha. Có khoảng 250 ống góp đổ vào bể thận là đúng rồi, được ha. Rồi, câu nào sau đây không đúng về vị trí các nơ phong? À, nơ phong thì nó bao gồm hai cấu trúc là gì? Nó bao gồm hai phần cầu thận và ống thận, đúng không? Cầu thận, ống lượng gần, ống lượng xa thì nó nằm ở cái vùng vỏ thận. Anh chị nhớ không? À, cái thận của mình thì nó sẽ chia ra làm hai phần là xoang thận và phần nhu mô thận, đúng không? Trong đó nhu mô thận nó sẽ chia ra làm hai vùng là gì? Vùng vỏ và vùng tủy. Tủy là bao gồm gì? Là bao gồm các áp thận và cột thận. Thì cái cầu thận, cái ống lượng gần và ống lượng xa nó sẽ nằm ở cái vùng vỏ thận quay hai lê, và cái ống góp nó sẽ cắm sâu vô cái thằng tủy thận, được chưa? Nha. Cho nên câu A này đúng. Đa số nơ phong nằm ở vùng vỏ, một số nơ phong nằm ở vùng thận tủy. Hai câu này nó cũng đúng luôn. Rồi một số quai hành lê chập sâu vào vùng tủy thận, đúng, quai hành lê và ống góp chập sâu vô cái vùng tủy thận. Một số nơ phong nằm hoàn toàn trong vùng tủy thận là không có, chỉ có loại hai loại nơ phong là nơ phong vỏ và nơ phong cận tủy thôi, được chưa? Rồi màng lọc cầu thận nó bao gồm các cấu trúc nào sau đây ngoại trừ màng lọc cầu thận, câu này anh chị chọn câu nào? Câu D. Câu D đúng rồi. Nó macula densa này là cái gì anh chị biết không? Macula densa này á, là cái cấu trúc mà nói chung là em chưa dạy anh chị, đó là mình gọi nó là phức hợp cạnh cầu thận. Phức hợp cạnh cầu thận là những cái tế bào mà nó bài tiết cái hoạt chất sinh học là renin á, hoạt chất sinh học là renin của cái thận á, nó bài tiết ra để mà nó bù trừ cho cái việc là giảm lượng máu tới thận, đúng không? Macula này, delta densa này là cái tên tiếng Anh, còn cái tên tiếng Anh tiếng Pháp thì không biết, nhưng mà tên tiếng Việt của mình là phức hợp cạnh cầu thận ha. Nó sẽ bài tiết renin ha. Rồi và cái màng lọc cầu thận của mình thì mình nãy mình nói rồi, nó có ba lớp đúng không? Tế bào biểu mô mà mặt cầu thận, lớp màng là màng đáy đó, và thứ hai thứ ba là lớp tế bào biểu mô bao bông anh. Rồi và các màng của nó thì nó sẽ có các khe nhỏ để mà giống như là các lỗ lọc, thì những cái chất dịch đó nó sẽ đi qua những cái lỗ lọc đó. Cho nên câu này mình chọn là câu D nha. Động học của sự lọc của cầu thận phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây ngoài chờ? Câu này anh chị chọn cái nào? Câu E. Câu E đúng rồi, câu E đúng không? Mình áp suất lọc của mình nó sẽ phù hợp và nó sẽ phụ thuộc vào ba cái yếu tố. Đầu tiên là áp suất thủy tĩnh của mao mạch cầu thận, áp suất keo của mao mạch cầu thận, và thứ ba là áp suất thủy tĩnh của bao bông anh. Trong đó áp suất thủy tĩnh của mao mạch cầu thận thì nó sẽ đẩy cái dịch từ trong mao mạch cầu thận đi ra ngoài cái bao bông anh, và cái áp suất keo của cái mao mạch cầu thận cũng như là áp suất thủy tĩnh của bao bông anh nó sẽ đẩy cái dịch ngược lại vào cái mao mạch cầu thận, được chưa? Cho nên còn áp suất keo của nước tiểu nó đâu có protein, đâu có các tế bào máu đâu mà tạo nên được áp suất keo, cho nên câu E thì nó sẽ sai ha. Rồi tiếp tục. Đây. Tắt mic giờ mà ông nào cũng bật mic lên hoài thôi. Tắt mic chị ơi. Rồi đời sống của tiểu cầu ở ngoại biên là sống được bao lâu? Cái con tiểu cầu sống được bao lâu? C thầy. 8-12 ngày. Rồi con hồng cầu thì nó sống được 100-120 đúng không? Có 120 ngày. Rồi bạch cầu thì có những cái bạch cầu thì nó, những cái con nào hoạt động nhiều thì nó chết nhanh. Còn những cái con như là bạch cầu lympho B, lympho T là nó sống tới tính tới hàng năm luôn ha. Nó sẽ tính tới hàng năm ở trong cái bạch cầu, cái mô lympho của mình. Rồi chức năng của tiểu cầu là cái gì? Gây co mạch. Đúng rồi, tiểu cầu nó gây co mạch và nó hình thành lúc chặn tiểu cầu ha. Hình thành lúc chặn tiểu cầu ở đây nó gài mình đó, nó không có để là cái chức năng chính của con tiểu cầu hình thành lúc chặn tiểu cầu. Tiểu cầu của mình nó sẽ bài tiết ra những cái hoạt chất sinh học là cái gì? Nó là bài tiết ra
serotonin, đúng không? Serotonin, adrenaline cũng như là thrombosana 2, những cái chất đó thì nó sẽ gây co mạch nha, giúp cho cái mạch máu mình nó co lại để mà giảm cái lượng máu bị mất đi. Cái kháng thể là không có nha, cái kháng thể là lympho B. Rồi chủ yếu tham gia đông máu huyết tương, đông máu huyết tương là tham gia của 12 cái yếu tố đông máu của mình chứ không phải cái tham gia của thằng tiểu cầu. Được chưa? Có tiểu cầu nó có bài tiết cái yếu tố số 13, tuy nhiên là nó không phải là chủ yếu tham gia vào cái này, chủ yếu của nó là tham gia vào giai đoạn là hình thành nút chặn tiểu cầu, đúng không? Rồi mỗi chu kỳ tiêm là nó kéo dài bao lâu ta? Câu D 0,8. Đúng rồi, mỗi chu kỳ tiêm của mình thì là chu kỳ tiêm là tính từ lúc chu kỳ, từ quá trình co thắt của chu kỳ này đến chu kỳ co thắt đến là sự co thắt của chu kỳ tiếp theo, đúng không? Thì là chu kỳ tim của mình thì nó sẽ bao gồm hai giai đoạn là gì? Giai đoạn tâm thu và giai đoạn tâm trương. Tâm thu thì chia ra nhĩ thu và thất thu, tâm trương thì là tâm trương toàn bộ ha. Đó, nhĩ thu là 0,1, nhĩ thu là 0,1, thất thu là 0,3, tâm trương là 0,5, đúng không? Tuy nhiên là ở cái giai đoạn tim hút máu về chậm ở thời kỳ tâm trương á, nó sẽ trùng với giai đoạn nhĩ thu, cho nên là nó trừ được 0,1 giây, cho nên gom lại là còn 0,8 ha, 0,8 giây là một cái chu kỳ tim của mình. Được chưa? Rồi, câu này đặc điểm của chu kỳ tim ngoại trừ câu D, đúng rồi. Mỗi chu kỳ tim kéo dài 0,8 là đúng nè. Bao gồm bốn giai đoạn, bao gồm các giai đoạn là tâm nhĩ thu, tâm thất thu và tâm trương toàn bộ, đúng nè. Giai đoạn thất thu thì bao gồm là thời kỳ tăng áp và thời kỳ tống máu ra. Thời kỳ tâm thất thu này là sao? Thời kỳ tâm thất thu này là sau khi mà tâm nhĩ thu, tức là nó bóp cái lượng máu từ nhĩ xuống thắt rồi, lúc này cái áp lực ở tâm thất của mình nó sẽ bắt đầu tăng lên, và lúc này van nhĩ thất cũng như là van động mạch chủ của mình nó sẽ đang đóng, cho nên thực hiện cái thời kỳ là tăng áp, tức là nó tăng áp lên, thời kỳ là co cơ đẳng trương, co cơ đẳng trường, đúng không? Co cơ đẳng trường thì lúc này là áp lực nó tăng lên, tuy nhiên là chiều dài cơ tim không đổi. Lúc này nó tăng cái áp lực lên đến cái mức mà áp lực ở trong thắt nó lớn hơn ở ngoài động mạch chủ, thì lúc này nó mở van động mạch chủ ra để mà bơm máu ra ngoài, còn gọi là thời kỳ tống máu. Từ nhĩ xuống thắt là đúng rồi nè. Còn tâm trương, cả tâm trương luôn, đúng không? Thời kỳ tim hút máu về đó chị, đúng không? Thời kỳ tim hút máu về ở tâm trương đó thì nó vẫn có là lượng máu từ nhĩ xuống thắt luôn, và tất nhiên ở thời kỳ tâm trương thì cái lượng máu từ nhĩ xuống thắt nó sẽ chiếm chủ yếu luôn nữa, còn nhĩ thu á, thì nó chỉ chiếm được 30% thôi. Thời kỳ tim hút máu về nó sẽ hút được 70% lượng máu từ nhĩ xuống thắt, còn thời kỳ nhĩ thu nó chỉ bóp là 30% lượng máu từ nhĩ xuống thắt thôi. Cho nên những cái bệnh mà nó ở tâm nhĩ á, ví dụ như là cái bệnh mà rung nhĩ rồi á, cái bệnh rung nhĩ á, cái tim mà nó rung nó không có co bóp được á, thì con người ta vẫn sống bình thường, bệnh rung nhĩ vẫn sống bình thường nha, chỉ là nó bị nguy cơ tăng huyết khối thôi. Còn mà về cái việc mà cấp máu cho cái trái tim mình á, thì là cái người bị bệnh rung nhĩ vẫn sống bình thường, chẳng có gì xảy ra cả nha. Tại vì tâm nhĩ đoạn nhĩ thu nó chỉ bóp được có 30% lượng máu từ nhĩ xuống thắt thôi, phần lớn lượng máu từ nhĩ xuống thắt nó ở giai đoạn tâm trương, tức là thời kỳ tim hút máu về, đúng không? Giai đoạn tăng áp của chu kỳ tim thì là sao? Câu A. Giai đoạn nếu mà van nhĩ thắt đóng, van tổ chim mở ra thì là cái máu của mình nó sẽ đi ra cái động mạch chủ chứ. Nó sẽ đi ra hai cái đóng nó tăng áp được. Đúng rồi, hai cái đóng nó mới tăng áp được ha, hai cái đóng nó mới tăng áp được, cho nên câu này chọn câu C ha. Rồi, lưu lượng tim là gì? Lưu lượng tim B. Câu B. Lưu lượng tim là bóp lưu lượng. Nhắc bóp phân và nhịp tim trong 1 phút. Đúng rồi. Phải có 1 phút đúng. À, trong 1 phút, đúng rồi, lưu lượng tim là nó sẽ bằng thể tích nhắc bóp nhân với nhịp tim. À, nhịp tim trong 1 phút. Ví dụ một cái người cái thể tích nhắc bóp của người ta là khoảng là 70 đi,
À, rồi cái nhịp tim người ta là khoảng là 75 lần trên phút, thì cái cung lượng, cái lưu lượng tim hay còn gọi là cung lượng tim cardiac output á, thì là nó là khoảng một người bình thường á là khoảng là 5 đến 6 lít trên phút, đó là bình thường nha. Cái người bình thường khi mà mình vận động lên á, cái nhu cầu oxy cơ thể mình nó tăng lên á, thì trái tim mình có thể đập nhanh lên, trái tim mình bấp mạnh lên để mà làm tăng cái cung lượng tim, tăng cái lưu lượng tim của mình lên để mà bù trừ cho cái việc là nhu cầu oxy của cơ thể mình, được chưa? Thì nè, 5 đến 6 lít cho nên câu C này là sai rồi, nó đi tới 10 đến 12 lít nè, là tập bậy rồi. Lưu lượng tim là thể tích máu của hai tâm thắt bơm ra được trong 1 phút, tầm bậy. Là của vậy, của một cái tâm thắt trái thôi, cái lưu lượng tim nó tính của tâm thắt trái thôi nha, cái định nghĩa của nó là nó tính của tâm thắt trái thôi. Lưu lượng tim hoàn toàn tỷ lệ với nhịp tim, câu này đúng không? Câu này á, là nó đúng nhưng mà nó chỉ đúng một phần thôi, tức là nó sẽ sai thôi. Là nó làm sao nó sai nè, khi nào mà nó sai nè, à khi cái nhịp tim của mình á, khi mà nó cái chu kỳ tim của mình á anh chị, nếu nó sẽ ngắn lại khi mà cái nhịp tim của mình nó tăng lên quá nhiều, được chưa? Khi mà cái nhịp tim của mình á, nó tăng lên quá trời, tăng lên lên cái mức là hơn 180 lần trên phút, thì chuyện gì xảy ra? Thì lúc này á, cái trái tim của mình á, nó đập thiệt là nhanh á, thì cái giai đoạn mà tim hút máu về á, nó sẽ bị rút ngắn lại, anh chị hiểu không? Nó bị rút ngắn lại, nó không có cái giai đoạn tim hút máu về, nó bị rút ngắn lại, thì bây giờ nó sẽ chỉ tạo ra được, nó có bóp đó nhưng mà nó tạo ra những nhát bóp rỗng, đúng không? Tạo ra những cái nhát bóp rỗng thôi, cho nên cái nhịp tim của mình nó tăng lên, đồng ý là nhịp lưu lượng tim nó sẽ bằng thể tích nhát bóp nhân cho nhịp tim, vậy là nhịp tim tăng lên thì là lưu lượng tim nó sẽ tăng lên, đồng ý. Tuy nhiên khi mà nhịp tim của mình nó tăng lên quá cao, lớn hơn 180 lần trên phút, thì lúc này nó chỉ tạo ra được những cái nhát bóp rỗng thôi, và cái lưu lượng tim của mình nó sẽ không có tăng nữa, được không? Lưu lượng tim của mình nó sẽ không có tăng nữa, cho nên câu A này là sai nha, ha. Cho nên mình chọn câu B. Tiếng tim thứ hai là do cái thằng nào tạo ra? Câu C. Đúng rồi. Đóng hai van nhĩ thắt là tạo ra tiếng T1, đúng không? Rồi, máu về tâm thắt thì nó có hai chuyện. Máu về tâm thắt trong thời kỳ tâm trương, tức là giai đoạn tim hút máu về đó, máu nó đập vào cái thành tâm thắt, nó tạo ra tiếng T3. Ở giai đoạn nhĩ thu bóp 30% lượng máu còn lại từ nhĩ xuống thắt thì nó tạo nên tiếng T4, được không? T4. RV. Thở ra. Là thể tích khí dự trữ thở ra. Đúng rồi, là thể tích khí dự trữ thở ra này. Thể tích khí dự trữ thở ra thì bình thường á, thì mình thở một cách bình thường á thì không có cái chuyện này. Đây mình quay lại cái hình, em đặt cái hô hấp đưa cho mình để hình dung nha, chứ cái này kiến thức mình học cũng lâu rồi á, sợ mình quên. Mấy cái câu này á thì anh chị nó thấy hơi khó, nhưng mà em cái này mình ôn lại thôi, chứ không phải là cái đề kiểm tra cho mấy câu này nha. Để mà ôm lại kiến thức thôi. Qua những cái câu đó em ôm lại kiến thức thôi, chứ không có phải là thi mấy câu đó đâu. À, đây. À, coi hình này thì mình giải thiệu hơn. Rồi. À, thể tích khí lưu thông, à là thể tích của một lần hít vào hoặc là một lần thở ra bình thường đó, từ đây hoặc là ở đây, đúng không? Thể tích khí lưu thông VT của mình nè. Rồi, thể khi mà mình exacerbation reverse là gì?
là thể tích khí dự trữ thở ra, đúng không? Thể tích khí dự trữ thở ra thì làm sao, là sau khi mà mình hít vào bình thường rồi, sau khi mà mình hít vào bình thường rồi, mình hít thêm một cái lần gắng sức nữa, được chưa? Mình hít thêm một cái lần gắng sức nữa, mình hít hít vào bình thường rồi, mình hít vào bình thường rồi. Ủa, thể tích khí dự trữ thở ra tức là sau khi mà mình, sau khi mà mình thở ra bình thường, đúng không? Mình gán hết sức nữa, mình thở ra nữa, đến khi mà thở hết nổi luôn, thì từ cái thời điểm mà mình cố gắng thở ra này đến khi mà thở ra hết nổi luôn, thì người ta gọi có hai cái tên, người ta có thể gọi là thể tích khí thở ra gắng sức hoặc là thể tích khí dự trữ thở ra. Tại sao nó có cái tên đó? Tức là bình thường mình không có thở như vậy, đúng không? Bình thường thì mình thở bình thường thôi, thì mình chỉ hít thở theo là thể tích khí lưu thông thôi, được chưa? Khi nào mà mình gắng sức lên thì mình mới thở ra cái này, được chưa? Thì nó là dự trữ, được chưa? Mình kêu nó là thể tích khí dự trữ thở ra nha. Thì với cái câu thí nghiệm như vậy thì mình chọn là khi mà D, đúng không? D. D. E. Chữ E đầu nè là cái gì? Chữ E đầu mình có hình như có chữ tiếng Anh nè. Là cái gì? ARV nè. Aspiratory reverse volume, đúng không? Thể tích dự trữ. Thể tích dự trữ thở ra, đúng không? Thể tích dự trữ hít vào, đúng không? Đó, dịch từng chữ như vậy. À. Rồi VC là gì? VC là gì? Qua này coi. VC là vital capacity. Capacity là dung tích, đúng không? Dung tích là gì? Dung tích là nó sẽ bằng các thể tích cộng lại với nhau thì nó sẽ bằng dung tích. À. Vital là sống, đúng không? Dung tích sống. À. VT là dung tích sống thì nó sẽ bằng cái gì? OB thầy. OB. Đúng rồi. Đây nè, mình coi vào, đây nè. Vào hết sức và thở ra. Đúng rồi. Vậy là nó bằng cả từ đây nè, nó kéo dài tới đây nè. Dùng tích sống, được chưa? Dùng tích sống. Ok. À. Hít vào hết sức và thở ra hết sức. Câu B nha. Các thể tích của và dung tích hô hấp. Rồi, câu này. Câu B. Câu B. Dung tích sống cộng cho thể tích khí dự trữ thì nó sẽ bằng dung tích toàn bộ, toàn phổi, đúng không? Dung tích gì? Dung tích toàn phổi, đúng rồi. T là C. T là C là gì? Thì dịch ra là gì? Total lung capacity, đúng không? Dung tích toàn phổi. À, là nó bằng dung tích dung tích sống cộng cho thể tích khí cặn, đúng không? Thể tích khí cặn là cái thể tích khí, nó không phải là nó vô dụng mà là nó có ý nghĩa của nó ha. Nó có ý nghĩa của nó là nó sẽ giúp cho cái, như là cái lượng khí còn lại sau khi mà mình thở ra hết trơn luôn, mình nghĩ là mình thở ra hết rồi nhưng mà cái phổi của mình nó vẫn còn một cái lượng khí còn lại, cho nên là thể tích khí cặn. Khi cái thể tích khí cặn này nó còn lại như vậy, nó vẫn có ý nghĩa gì đó. Thứ nhất là nó giúp cho cái phế nang của mình nó không bị xẹp hoàn toàn. Khi mà nó không bị xẹp hoàn toàn á, thì không khí nó sẽ dễ đi ra đi vào hơn. Rồi khi không khí nó đi vào như vậy á, thì nó sẽ trộn với cái khí cặn này và nó sẽ thực hiện cái quá trình trao đổi khí luôn ha. Thể tích khí cặn nó có ý nghĩa của nó. Rồi phân áp oxy ở trong phế nang, tức là mình mới hít vô thì cái phế nang của mình nó có bao nhiêu? 60. Cái đó 60 là không có. Bao nhiêu? Bốn mươi là ở trong cái mao mạch của mình. 40 là 100 phế nang. À, 100 ha. 40 100. Rồi. Cấu trúc của thành ống tiêu hóa bao gồm mấy lớp? Bốn lớp. Lớp niêm ngoài, niêm mạc, lớp dưới niêm, lớp cơ và lớp thanh mạc, đúng không? Bốn lớp. Rồi tế bào nào sau đây là bài tiết HCL? Tế bào thành. Ngoài bài tiết HCL ra còn bài tiết gì? Pepsin. Không phải. Bài tiết cái gì? Liên quan tới B12 là cái gì? Tố nội tại. Đúng rồi, yếu tố nội tại. Hay quá. Dạ, hay quá.
bài tiết HCL và yếu tố nội tại. Cho nên là nếu mà mình cắt cái dạ dày á thì sao không bài tiết yếu tố nội tại nữa, gây nên cái bệnh là thiếu máu ác tính, thiếu máu hồng cầu to đó ha. Rồi tế bào cổ tuyến thì nó bài tiết, cổ tuyến thì nó nghe là biết rồi, mình biết nó bài tiết cái HCL chứ nó bài tiết cái chất nhầy đúng không, cái mucus, cái chất nhầy để mà nó là yếu tố bảo vệ của cái dạ dày của mình. Khi mà HCL với pepsin được bài tiết ra thì cái chất nhầy nó cũng được bài tiết ra để mà nó trung hòa hai cái đó lại, nó cản cho cái axit và cái pepsin nó tấn công cái niêm mạc dạ dày của mình. Tế bào ECL, ECL này á, thì là nó bài tiết cái histamine, được chưa? Tế bào này nó bài tiết cái histamine. Histamine thì nó sẽ gắn vô cái tế bào thành. Trên tế bào thành nó có thụ thể của histamine. Khi mà histamine nó gắn vô tế bào thành thì nó sẽ kích hoạt cái tế bào thành bài tiết ra thêm cái axit nhiều lên, được chưa? Bài tiết ra cái axit nhiều lên. Cho nên mình có một cái loại thuốc là thuốc kháng histamine H2. Kháng histamine H1 á, là cái việc mà chống dị ứng rồi nha. Cái biện các bạn cái thuốc đó nó khác. Còn cái thuốc kháng histamine á, mà cái tác động của nó ở cái dạ dày á, là kháng histamine H2. Khi mà uống thuốc đó vô thì là cái thụ thể của histamine ở trên tế bào thành á, nó bị chặn lại và tế bào ECL này nè, nó không cái nó bài tiết histamine á, nó gắn vô không được tế bào thành, cho nên là cái tế bào thành sản xuất cái HCL nó sẽ bị giảm xuống. Đúng không? Bị giảm xuống. Và đó thuốc đó thì nó có thể làm giảm cái axit dạ dày và nó điều trị cái bệnh viêm loét dạ dày được. Thấy không? Điều trị cái bệnh viêm loét dạ dày được. Rồi tế bào chính thì là cái tế bào này á, là tế bài tiết là pepsinogen chứ không phải là bài tiết pepsin. Bài tiết pepsinogen ra, sau đó được tế bào thành nè, nó bài tiết HCL nè ra thì nó mới chuyển từ pepsinogen thành pepsin, đúng không? Lúc này nó có tác dụng là nó tiêu hóa một phần protein ở dạ dày. À. Rồi muối mặt nó có tác dụng nào sau đây trong việc hấp thu? Lipid, đúng rồi, nó sẽ nhũ hóa chất béo, đúng không? Nó sẽ nhũ hóa chất béo ở cái đường niêm mạc ruột của mình. Qua đó thì là nó có thể là giúp là chất béo nó được tái hơn, nó được hấp thu. Anh chị nhớ cái bệnh là mới hỏi mấy cái bệnh mà về cái đường mặt nó không? Là cái bệnh sỏi, cái bệnh đường mặt á, thì khi mà không bài tiết mặt á, khi mà cắt cái túi mặt đó nó bài thì sao, thì là cái người này á, nó tiêu hóa cái mỡ không được, người này sẽ dễ bị tiêu phân mỡ và bị tiêu chảy, đúng không? Nhớ ha, chảy hết rồi. Ok rồi, vậy thôi thì bữa sau thì mình sẽ học cái bài thần kinh, học bài thần kinh ha. Nhưng mà em chỉ hướng dẫn anh chị cái bài thần kinh là về cái là hệ giao cảm với phó giao cảm thôi, thần kinh thực vật của mình thôi ha. Còn mà mấy phần khác á, thì là mình không có học, mình chỉ đọc thêm thôi. Thi thần kinh thì chỉ thi cái phần là hệ thần kinh thực vật của mình thôi ha. Và mình sẽ có thêm một bài trắc nghiệm nữa để cho anh chị ôn tập cho nó, thi cho nó thiệt là tốt ha, điểm thiệt là cao. Rồi. Dạ. Thầy cho cái đáp án lên khung chat thì giống như thầy. Anh chị bấm vô, anh chị bấm là nó ra, anh chị bấm nó có đáp án mà. Thi là nó có đáp án luôn mà, em đâu có giấu đáp án cho anh chị đâu. Đúng không? Anh chị ba có là anh có làm chưa? Đúng không? Hỏi câu đó là rồi là biết là anh chưa làm bài. Đúng không? Rồi thôi em cũng cái mũi rồi. Em cũng thanh đấy. À rồi. Rồi mình còn học môn này là 2 buổi hay 3 buổi nữa đúng không thầy? À, hình như là học 1 buổi nữa là hết rồi mà phải không? Trên lịch thì em thấy là tới ngày 31 mới hết đó thầy, là 2 buổi nữa. 2 buổi nữa thầy ơi. 2 buổi nữa ha. Dạ lịch chuyển dạ. Tới 31 tháng 10 luôn. Dạ, ok. Dạ, học xong mình đi lối Halloween luôn. Cũng kỳ lắm thầy, có tự nhiên có cái môn khác lại nhảy vào ngay cái môn của thầy, trong khi cái lịch của thầy là đến 31 mà có lịch kia nó lại ngày của thầy nên bây giờ để hỏi lại. Ủa chuyện gì thầy rồi mà. Để em xin để em hỏi trường thử coi là ngày 30 chỗ ngày đi học của truyền đó thầy. Cái môn... hả? Dạ. Ngày 24 tháng 10 hả? Đúng rồi á. Ừ. Rồi mà sắp lộn xộn hết trơn ta. Cái lịch em dạy mà quên. Sao mà... cái lịch em dạy mà sao cứ có lại cái mới vô hoài. Rồi để em hỏi cái mình dạy cái bữa 24 xong rồi nói là em cho thi cái bữa
24 xong luôn rồi mình nghỉ được cái ngày 31 không? Nếu được thì mình nghỉ ngày 31, và không được thì thôi mình phải học ha. Thì lúc đó thì mình